Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khách công ty Nail Salon Marketing trên toàn nước Mỹ và Canada. Là công ty hàng đầu làm tăng doanh thu cho tiệm nail trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Đặc biệt làm free listing with Google Local Listing, free Facebook cho tiệm nails và free 5-star review cho tiệm nails. Chúng tôi chuyên cung cấp máy nhận thẻ credit card cho tiệm nail giá rẻ nhất, máy tốt nhất không hợp đồng và tặng free máy quẹt thẻ mới với phương châm khách hàng là trên hết. Thường thường buổi sáng đó mình cái thích thú của mình đó là mình uống cà phê nghe nhạc. Thể theo cái lời yêu cầu có hai cái câu hỏi, có rất là nhiều cái câu hỏi anh Jam, nhưng mà mình gom lại đó là một cái câu hỏi chính đó là hỏi anh Huy Đức ơi, anh có biết cái gọi là cái đề tam Việt Nam Cộng Hòa, gọi là đề tam Việt Nam Cộng Hòa, hay là ông thủ tướng này đóng và mở ngoặc nha, thủ tướng Đào Minh Quân. Mình nhận hơn cả 10 anh chị em đặt cái câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Thành ra mình mới pick up, mình mới chọn cái đề tài này để mình trả lời cho anh chị em ngày hôm nay. Ai mình không dám nói chứ anh Đào Minh Quân mình rất là rành. Tại vì mình có thời gian mà ở bên Florida đó, là anh Đào Minh Quân qua bên đó, ở trong nhà bà già nuôi của mình bên Florida. Hai anh em cũng ở chung một nhà khoảng chừng gần một tuần ở bên đó. Mình có nói chuyện với anh Đào Minh Quân rất là nhiều. Anh Đào Minh Quân cũng có recruit mình, nhưng mà mình xin được. Và cũng có nói về cái vấn đề đặt mặt Hồ Chí Minh, rồi anh Đào Minh Quân là ai, mình sẽ tâm sự chia sẻ trả lời với anh chị em những cái gì mình biết. Có hai anh chị em nào mình biết lấy cái tên nhưng mà cái nick ở bên Bangkok thì mình không biết, mình hỏi mà không có trả lời. Có nói là anh Huy Đức Thần Sấm Sét ơi, hồi đó nghe anh kể cái vụ mà đánh cái phái đoàn Phan Văn Khải, tức là cái phái đoàn thủ tướng của Cộng sản Việt Nam mà đi xin ở bên Mỹ này đó, rồi cái cuộc biểu tình đó ở Washington DC, và cái phái đoàn của Cộng sản đó bị đánh tả tơi. Nếu mà được anh kể lại cho anh chị em nghe, và nhất là những anh chị em trong nước nghe, thì thể theo lời những cái lời yêu cầu đó, thì hôm nay mình nghĩ rằng mình cần phải nói hai cái đề tài này thưa quý vị, thưa anh chị em. Cũng nó cũng rất là hấp dẫn. Không biết rằng anh chị em có nghe được cái voice của mình không ạ? Mình mới lấy cái contact lens ra, ra mắt mình nó bị chảy nước mắt. Tự đeo contact lens đó anh chị em. Rồi mỗi lần mà mình lấy ra lấy vô đó, mắt mình nó sống đó. Mình nó sống. Ok. Rồi nghe một bài nhạc cái đã, rồi mình vô mình nói chuyện anh chị em. Nghe bài nhạc cái đó rồi cho nó lên tinh thần chút rồi mình nói chuyện. Đêm qua bằng mong cơ bay tung trời ta về với quê hương, từng ngóng nhìn quân ta tiến về, ta ôm nhau mắt để nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu, trời chào quê hương giải phóng. Ôi xin thôi nay về đây em, vui hôm nay qua đêm em tìm thấy anh mặt trời. Đi lên trên hoa tàn ta sẽ dừng ngày mai. Ta vươn lên, người vươn lên, quân biên dân xây tình yêu đời mới. Dắt nhau về anh đưa em về gió linh Cam Lộ Đông Hà. Sạch bóng thù đồng hân hoan, quân dân vui và câu hát tự do. Ta
ôm nhau mắt nhìn nhẹ nhàng quỷ hôn đất thân yêu ơi cha quê hương giải phóng. Ôi xin rồi này mẹ này em quê hôn đất và nhẹ nhàng tìm thấy anh mặt trời. Đi lên trên hoa an ta xây dựng ngày mai. Nhà vươn lên người vươn lên quân bên dân xây tình yêu đời vơi. Dắt nhau về anh đưa em về gia đình Cam Lộ Đông Hà. Xoạch phong thổ đồng hân hoan quân dân vui vang câu hát tự do. Ok rồi mình ngưng ở đây đi ha. Mình hỏi anh chị em mà thường livestream ấy, làm sao để mà cái lúc mình livestream rồi mình đọc được mấy cái câu viết của anh chị em đó, mình chưa biết cái đó anh chị em. Khi mà mình livestream xong rồi đó thì mình thấy anh chị em viết rất là nhiều mà cái lúc mà đang livestream nó có nhiều cái câu hỏi mình muốn trả lời liền, nhưng mà mình không biết là làm sao đọc hết đó. Mình hơi nhà quê phải không? Hơi nhà quê, it's okay. Chỉ cần có tấm lòng với anh em là được rồi. Không sao. Mình thấy bên này là invite. Đâu anh chị em nào nghe mình thử viết lên một cái hashtag thử coi, chửi mình một câu hay là gì đó cũng được, coi thử là mình có đọc được không anh chị em. How làm sao đọc cái đó nữa, mới có ai viết gì hết hả? Có viết không? Hello 1 2 3 4 5 1 2 3 không có. Có mà không biết chỗ nào thôi phải không ạ? Nó 14 người, 15 người đang coi mà. Ok. Ok rồi, bấm xong cái invite mở ra, xin chào rồi. Rồi thấy rồi, rồi. Chào cỏ úa, chào Kim Yến Thị Phạm. Sophia Ngọc Nguyễn, người rất là quen, mà thấy ở nhiều diễn đàn phải không ạ? Rồi Hằng Mai, trời, hi anh Huy Đức, how are you today? Oh, I'm fine, thanks. Thanks, you know. How are you? How about you? How about your family? Hello, Anna Huyền, một người rất là dễ thương, quen biết ở trên Facebook này cũng là 6-7 năm rồi. Chào Đức Nguyễn, vâng, chào quý vị, quý anh chị em vừa đến với Diên Đạt. Ok, bây giờ có hai đề tài để mà mình nói ngày hôm nay. Cái đề tài thứ nhất là Đào Minh Quân là ai, và cái gọi là chính phủ lâm thời thực sự có hợp pháp hợp lý hay không. Cái chính phủ gọi là, có người thì gọi là chính phủ lưu vong, có người gọi là chính phủ lâm thời, có người là gọi là chính phủ Đào Minh Quân gì đó. Ok, cái chính phủ này có thật hay không? Ok, và có làm được việc hay không? Hello cô á. Oh, how many brother do I have? I have none. Okay. I don't have any in the blood family. I don't have any brother and sister. In my father's side, I have 3 brother, but one died lung cancer. I still have 2 own brother, one own brother and one young brother. I have 4 sister, and all they married, In my father's side, in American side, but on Vietnamese side, on my mom's side, I don't have any brother and sister, except for my adopted family. Okay, trả lời cho cô Úa cái câu hỏi tiếng Anh của cô Úa. Tại vì sợ có nhiều anh chị em muốn nói chuyện bằng tiếng Anh. Khi mà mình đi nhiều chuyến đi đó, thì có nhiều người Việt Nam đó anh chị em, họ thấy mình họ nói bằng tiếng Anh, xong rồi mình nói lại bằng tiếng Việt, thì họ mới nói trời ơi cái ông Mỹ này biết nói tiếng Việt. Cái mình nói tôi là người Việt Nam, tôi sinh ra trên đất nước Việt Nam, tôi biết nói tiếng Việt chút. Xong rồi cái họ cười, họ nói trời ơi ông Mỹ này nói tiếng Việt hay quá. Cũng giống như có một lần nữa mình đi vô trong
mình đi vô trong tiệm Việt Nam anh chị em, mình vô tiệm Việt Nam mình kêu một cái tô bún bò Huế. Xong rồi cái bà vợ mới kêu ông chồng tới. Anh tới đây coi nè, tới đây coi nè, cái ông Mỹ này ông biết ăn bún bò Huế. À, nói ông Mỹ này ông biết ăn bún bò Huế. Cái xong cái mình kêu bu tung bún bò Huế phải không? Từ bằng tiếng Anh trong đó, xong rồi cái ông chồng đi tới chào mình bằng tiếng Mỹ anh chị em, chào hello sir, how you can know to eat the bún bò Huế. Cái mình không nói gì hết, mình mới nói là chú cho làm ơn cho xin một cái chén mà mắm ruốc thêm nữa. Trời ổng bật ngửa ra, ổng nói hello Henry, đặng hồi hôm thấy cái message của bồ mà không có trả lời được. Có gì anh em mình nói chuyện sau. Rồi xong rồi cái mình kêu chén mắm ruốc, cái ổng tái ngửa luôn. Ông nói trời ơi, ông Mỹ này nói tiếng Việt Nam hay quá mà còn biết ăn mắm ruốc nữa. Trời, mình cười quá trời cười anh chị em. Anh ra quẹo. Cũng giống như mình hay nói đó, là ba của mình người Mỹ. Ba của mình là ông Henry Schaffer, ông người Mỹ. Và có một cái điều rất là kỳ diệu anh chị em. Cái này trước khi vô chương trình mình chia sẻ một chút thì ha. Mình về Mỹ gần 30 năm. Mình về Mỹ gần 30 năm. Và anh chị em biết là trong 28 năm mình đi tìm ba của mình đó, tôi đi khắp nơi. Tôi đi tìm ở bức tường đen. Tôi biết là ba tôi không có chết, nhưng mà có mấy người em của ông cũng tới Việt Nam. Hy vọng rằng không biết có ông nào chết hay không, là hy vọng không có chết. Nhưng mà mình vẫn cứ tìm anh chị em. Rồi tôi cái information đó của tôi và có về ba tôi đó, da mắm ruốc ấy, đúng rồi. Cái information của ba tôi đó ít quá. Xong rồi tôi đi tìm hoài không ra. 50 tiểu bang, 48 tiểu bang của Mỹ, nói xin lỗi tôi chưa tới Alaska, tôi chưa tới Hawaii. Nhưng mà 48 tiểu bang của nước Mỹ, nơi nào tôi cũng đi và nơi nào tôi cũng hỏi về ba tôi. Và tôi tìm hết tất cả ở trong những cái veteran, trong những cái tổ chức veteran của Mỹ đó, tức là cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, Vietnam Vets, nó gọi là Vietnam Vets. Rồi đó không có ai biết cả. Và năm ngoái, cho tới năm ngoái thì tôi mới thử DNA. Tôi lấy cái DNA test của cô em giúp cho tôi. Và sau khi lấy DNA test thì tôi tìm được gia đình của tôi tìm được ba tôi, nhưng mà rất tiếc là ông cụ đã mất. Ba tôi mất trước khi tôi về Mỹ một năm. Dạ vâng, chào Vicky Hà. Và tôi tìm được gia đình ba của tôi. Bà cô của tôi, tức là chị của ba tôi, vẫn còn sống. Và hai người em trai của ông ấy cũng vẫn còn sống. Một ông mới chết vừa qua, một ông mà không quân đến ở Việt Nam. Trong gia đình của ba tôi đó, có sáu anh em trai. Ba tôi và bốn năm người, bốn người em, ba tôi là lớn nhất trong gia đình. Bốn người em đều tham chiến tại Korea, tức là tham chiến tại Đại Hàn, và sau đó đến Việt Nam. Ba tôi đến Việt Nam rất là sớm. Ba tôi đến Việt Nam sớm lắm, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Thành ra nói, mà nói đến anh em lai thì có thể nói rằng tôi là người lớn tuổi hơn những đứa em khác rất là nhiều. Rồi thử DNA test. Và cái mà làm cho tôi mà kỳ diệu nhất đó, là tôi ở tại thành phố St. Louis, Missouri. Thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Tôi đi tìm ba tôi ở 40 tiểu bang nước Mỹ. Nhưng mà cuối cùng đó, khi mà thử DNA test đó anh chị em, thì gia đình của ba tôi đó ở cách nhà tôi khoảng chừng 20 phút lái xe. Henry, biết sao 55 phải không ạ? Lindbergh, biết sao 55 đó là ba của mình, gia đình nhà của mình. Sorry. Gia đình nhà của mình ở bên đó anh chị em. Tức là từ nhà tôi qua nhà của ba tôi chỉ khoảng chừng 20 phút lái xe thôi, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Ok. Vì vậy cho nên nó cũng lý thú. Và trong thời gian ở Mỹ này đó, tôi hoạt động chính trị rất là nhiều. Trong thời gian ở Mỹ tôi hoạt động chính trị rất là nhiều, tham gia những tổ chức đảng phái chính trị, không những của người Việt, và tôi là một đảng viên đảng Cộng Hòa của Mỹ.
Cho nên anh chị em thấy những cái tấm hình mà tôi đi hoạt động ở trong Đảng Cộng Hòa, đi vận động cho Tổng thống George W. Bush, hoặc là đi ăn cơm tối với John McCain, hoặc là đi vận động cho Tổng thống Donald Trump, thì anh chị em cũng đừng có thắc mắc là ủa chứ ông này là ai. Thực sự thì không có gì cả. Ở bên đất Mỹ này, mọi người đều có cái quyền tham gia đảng phái chính trị, đều có sinh hoạt và tham gia những đảng phái mà mình thích. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì cả. Và trong cái vấn đề mà tham gia đảng phái chính trị hoặc là hoạt động chính trị đó, chúng ta không làm gì phạm pháp thì được chính phủ hỗ trợ, chính phủ bảo vệ. Vì vậy cho nên đó là quý vị quý anh chị em sẽ thấy nhiều, cái tổ chức đảng phái chính trị của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ok, sẽ thấy nhiều cái đó. Tức là mỗi ông có thể thành lập một cái đảng, mỗi ông thành lập một cái tổ chức, rồi xong xuôi đâu đó rồi đó là mình nói, mình đi vận động hay gì đó, hoặc là mình nổ cho nhiều vô, là xong xuôi đâu đó là kể như là mình tự phong cho mình là thủ tướng hay là tổng thống hay là gì đó. Thưa quý vị, thưa anh chị em, tôi xin nói với đề tài về anh Đào Minh Quân trước. Có rất là nhiều anh chị em hỏi tôi, kể cả người bạn thân của tôi bên Việt Nam hỏi tôi rằng: Huy Đức ơi, ở bên đó mày có biết cái tay Đào Minh Quân không? Mày có biết ông Thủ tướng Đào Minh Quân không? Mà anh ta hỏi một cách rất là trang trọng. Rồi là cái chính phủ mà lâm thời gì đó của ổng, sao mày nghĩ có thể là về Việt Nam để lật đổ Cộng sản không? Tao nghe ổng nói đó, tao đọc được tài liệu nghe ổng nói là ổng có là biệt kích 81 nhảy xuống Việt Nam, ổng có máy bay, ổng có quả tiễn Tomahawk rồi này nọ. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi chỉ cười thôi, tôi không trả lời. Tôi nói rằng bạn ơi, mày còn hỏi tao, tức là mày còn tin tưởng tao. Và nếu mà mày tin tưởng tao đó, tao nói một câu đó thì mày phải nghe. Don't trust, don't believe it. Tức là đừng có tin, đừng có tin. Okay. Tại sao đừng có tin? Tại sao là như vậy, thưa quý vị, thưa quý anh chị em? Okay. Bây giờ mình nói sơ qua về anh Đào Minh Quân đó. Anh Đào Minh Quân, anh có một cái lý lịch phải nói rằng là khá dài. Mình công nhận điều đó. Anh Đào Minh Quân nguyên là trung úy, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó ai cũng biết và không thể phủ nhận được. Anh Đào Minh Quân nó có một cái trái tim. Mình nói ở cái khách quan, nói ở một cái công bằng. Anh Đào Minh Quân có một cái trái tim cho quốc gia và dân tộc. Yes, điều đó đáng ngưỡng mộ. Điều đó đáng ngưỡng mộ. Và khi mà đến Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, đến Hoa Kỳ đó, anh Đào Minh Quân cũng là thành công trong cái xã hội người Mỹ. Anh Đào Minh Quân đó, thực ra cái tên ảnh không phải là Đào Minh Quân mà Đào Văn. Anh Đào Minh Quân là Đào Văn, tên ảnh là tên Văn chứ không phải là tên Quân. Đó, anh sinh ra trong miền Nam. Anh là người miền Nam, anh sinh ra tại Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Thấy không? Là Sài Gòn hồi xưa, Sài Gòn bây giờ. Anh là người miền Nam. Anh Đào Minh Quân đó, từ nhỏ tới lớn lên đó, anh theo học là trường, phải nói rằng những cái trường không có nổi tiếng giống như là Thế Chức Ký hay là những cái trường khác. Tuy nhiên trường Thánh An Tôn, rồi đó là rồi học trường Trung học Sao Mai, rồi học những cái trường hoặc là những cái trường mà nói chung là cũng đào tạo ra rất là nhiều người có tài, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Và anh Đào Minh Quân là một sĩ quan trừ bị Thủ Đức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những cái lý lịch như vậy chúng ta không thể nào, có nhiều người nói rằng ông Đào Minh Quân này đó là cộng sản, nó gài vô nó thì giả ra. Tôi khẳng định với anh chị em, anh Đào Minh Quân không phải là cộng sản giả ra. Ok, không phải là cộng sản giả ra. Anh Đào Minh Quân theo chỗ tôi biết, khi mà tôi còn làm biệt đoàn trưởng biệt đoàn Sao Trắng, rồi giống như những cái tờ báo của mà An ninh Thế giới Cộng sản nó viết đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, Nguyễn Hoàng Huy Đức, tức là tôi, cái tên mà Nguyễn Hoàng Huy Đức, hoặc là nói cái bài viết mà nói về Bèo Sao đó, tức là Lisa Phạm đó, nó là Bèo Sao là thành viên của biệt đoàn Sao Trắng. Tôi khẳng định cái điều này, Bèo Sao không phải là thành viên của biệt đoàn Sao Trắng. Lisa Phạm không phải là thành viên của biệt đoàn Sao Trắng. Tại sao có biệt đoàn Sao Trắng? Biệt đoàn Sao Trắng là hồi đó tôi có một cái website tên là Sao Trắng.
Và trong cái câu thơ mà tôi làm ra đó, tức là sao trắng thắng sao vàng, nó có một câu đó thôi, bài thơ 4 câu, bài thơ tứ tuyệt 4 câu, nhưng mà có cái câu là sao trắng thắng sao vàng. Và từ đó tôi mới thành lập một cái gọi là biệt đoàn sao trắng. Và cái biệt đoàn sao trắng này sinh hoạt ở trong nước. Tôi recruit, tôi đào tạo những anh chị em thanh niên, sinh viên và học sinh ở trong nước. Nhiệm vụ của biệt đoàn sao trắng là gì? Là rải truyền đơn. Làm sao để mà tiếp cận được cái giới học sinh, thanh niên, sinh viên. Và nói cho họ biết. Nói cho họ biết về cái chế độ cộng sản, về cái nhân vật Hồ Chí Minh mà họ đã bị lừa gạt trong suốt cả cái thời gian ngồi ở trường học. Đó thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Vì vậy cho nên đó, những thành viên của biệt đoàn sao trắng không kết nạp những người ở hải ngoại. Thành viên của biệt đoàn sao trắng chỉ kết nạp những thanh niên, sinh viên và học sinh ở quốc nội mà thôi. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đó, Bộ Chính trị Trung ương Cộng sản Việt Nam, hoặc là cái gọi là cục A42 của tay Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, kẻ mà đòi mua cái đầu tôi 20.000 đô la. Năm 2005, Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, cục phó cục A42 đặc trách phản gián hải ngoại, đã gửi cho tôi một cái email và đòi mua cái đầu tôi 20.000 đô la. Tôi trả lời với hắn như thế nào? Cái đầu tôi không có cái giá đó. Cái đầu tôi chỉ một thùng mì gói mà thôi. Một thùng mì gói mà thôi. Nếu hắn đem thùng mì gói tới trước cửa nhà tôi sẽ lấy cái đầu tôi đưa cho hắn. Đó. Trong suốt thời gian hoạt động chính trị cùng với cái gọi là chính phủ Việt Nam tự do của Nguyễn Hữu Chánh, trong thời gian hoạt động chính trị ở Đảng Việt Nam, ở Quốc dân Đảng, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi biết anh Đào Minh Quân đó, ảnh là người phải nói là tham gia chính trị rất là sớm ở hải ngoại. Năm 84, anh Đào Minh Quân đã xưng mình là thủ tướng và cái cuộc diễn hành rất là lớn tại San Jose, California. Lúc bây giờ, Nguyễn Hữu Chánh còn là thành viên của Đào Minh Quân. Ok? Lúc bây giờ Nguyễn Hữu Chánh chưa có thành lập cái chính phủ Việt Nam tự do. Lúc bây giờ Nguyễn Hữu Chánh còn... Tại vì sao? Tại vì trong cái thời gian một tuần mà anh Đào Minh Quân đó mà gặp tôi ở tại Orlando, Florida đó, anh Đào Minh Quân có cho tôi coi tất cả những cái tài liệu và recruit tôi, nói rằng Huy Đức ơi, thôi bây giờ em không còn hoạt động cho chính phủ Việt Nam tự do nữa thì thôi em về với anh để hoạt động cho anh. Tôi trả lời là không. Tôi không hoạt động với những tổ chức chính trị của Việt Nam nữa. Và bây giờ tôi đẩy mạnh, tôi sẽ hoạt động cho Đảng Cộng hòa của Mỹ. Tại vì tôi không có gần 12 năm trời, cả một cái đoạn đường tuổi trẻ của tôi bỏ vào cho những tay chính trị sao lắm. Mình nói thì nhiều mà mình làm chẳng được bao nhiêu. Và cái điều mà tôi không chấp nhận được là chúng ta có thể gạt kẻ thù, chúng ta có thể chiến lược dương đông kích tây với kẻ thù, nhưng mà chúng ta không thể nào gạt chiến hữu của mình, chúng ta không thể nào gạt đồng đội của mình. Và cái điều đó là điều tôi không chấp nhận trong những cái tổ chức chính trị sao lông của người Việt tại Mỹ. Làm gì có chuyện 10.000 quân ở biên Thùy Đông Dương, làm gì có 10.000 tay súng, làm gì có 10.000 người Việt chúng ta đang cầm súng để chống lại cộng sản ở biên giới Lào và Campuchia. Đó thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Và cái bài học đó đã xảy ra rồi. Những cái tích tuồng mà của ông Nguyễn Hữu Chánh đóng thì bây giờ anh Đào Minh Quân lại đóng như vậy. Tôi nói như vậy, cái audio này nó sẽ tới tay của anh Đào Minh Quân. Anh Đào Minh Quân, Huy Đức đây. Và Huy Đức muốn nói cho anh biết là những cái tích tuồng của anh đang đóng đó, Nguyễn Hữu Chánh đã làm. Và bây giờ anh làm giống y như vậy. Và làm như vậy là gì? Có những người bảo rằng là mình làm như vậy cho người trong nước là họ thấy họ theo. Nhưng mà không phải. Chúng ta làm như vậy vô tình. Chúng ta vô tình ru ngủ người trong nước, để người trong nước họ quên đi cái trách nhiệm lật đổ cái chế độ cộng sản chính là cái trách nhiệm của họ, chứ không phải của người ngoài nước. Chúng ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Người ngoài nước
chỉ là hỗ trợ chứ không phải là chủ lực, mà chủ lực là người trong nước, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Đó, thành ra khi mà tạo dựng lên những cái tích, những cái tuồng, giống như là chúng tôi có quân đội ở Hoa Kỳ. Làm sao anh có quân đội Hoa Kỳ? Hả? Một vàng pao. Tức là tay tướng của Lào đã từng làm việc cho cục CIA của Mỹ. Và khi mà mua vũ khí xong, tụi CIA nó nắm liền ngay tại chỗ. Tại sao sau khi vàng pao bị bắt, sau một tháng bị bắt, vàng pao chết ngắt liền? Ok. Khi mà anh không nghe lời của tụi Mỹ sắp đặt, xin lỗi nha, anh khó sống. Hiểu không? Và cái sự sắp đặt của người Mỹ như vậy đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, mình không thể nói rằng đi chụp một tấm hình với là một vài vị thượng nghị sĩ là bảo rằng là tôi được chính phủ Mỹ ủng hộ. Nói xin lỗi, vào trong cái Facebook Michael Schaffer của tôi đi. Vào trong cái Facebook mà người Mỹ, cái bên gia đình Mỹ của tôi đi. Tôi có hàng đống hình ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi ăn cơm trưa ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, dưới những cái tầng hầm của Hoa Kỳ, trong những lần đi vận động cho dự luật nhân quyền và cho anh em Lai đó, cái dự luật anh em Lai đó. Tôi gõ hơn 400 mấy chục cái văn phòng của những vị dân biểu và 100 văn phòng của những vị thượng nghị sĩ. Thậm chí tôi có những cái người bạn, ví dụ như là Rush Canahan, một dân biểu của Hoa Kỳ, và nhiều vị thượng nghị sĩ, tôi đi ăn cơm tối với John McCain. Nhưng mà không có nghĩa là những người đó là chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho tôi. Cái đó là xạo. Cái đó là xạo. Vì vậy chơi cái chiêu chụp được vài cái tấm hình, chụp được vài cái tấm hình với một vài vị thượng nghị sĩ và dân biểu và bảo rằng, ồ, chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho chính phủ lưu vong. No. Cái đó sai anh Đào Minh Quân. Cái đó là tầm bậy. Ok. Bây giờ chúng ta thử nói từng cái giai đoạn một, thử nói lại từ đầu. Ok. Thứ nhất, bây giờ nói về chính phủ lưu vong, nó có nhiều loại chính phủ như thế nào? Chính phủ lâm thời, chính phủ thực thể, tức là chính phủ đang nắm quyền lãnh thổ lãnh hải, và chính phủ lưu vong. À, chính phủ cách mạng, chính phủ lâm thời là khái niệm như vậy. Dạ vâng, xin chào bạn Duyên Hồng. À, Sang Hồng, xin lỗi Sang Hồng. Bây giờ cái chính phủ thực thể là cái chính phủ đang có đất nước, đang có lãnh thổ và lãnh hải. Họ đang rên cái đất nước đó. Rồi xong xuôi đâu đó đó, rồi họ mới bị thua, họ bỏ nước, họ chạy, hoặc là họ đầu hàng vô điều kiện, họ đi ra nước ngoài, họ thành lập chính phủ lưu vong. Okay. Cái giai đoạn này đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, trong cái hiến pháp quốc tế, trong cái luật của quốc tế, khi mà một vị nguyên thủ quốc gia của một quốc gia mà đầu hàng vô điều kiện thì anh không có tư cách để thành lập chính phủ lưu vong ở nước ngoài. Tức là anh nghỉ chơi. Tôi tuyên bố là tôi là Tổng thống Dương Văn Minh, xin đầu hàng vô điều kiện. Thì anh đầu hàng vô điều kiện thì anh không có thể nào mà thành lập một cái chính phủ lưu vong ở nước ngoài cả. Ok, đó là cái luật của quốc tế. Làm sao thành lập được một cái chính phủ lưu vong ở nước ngoài? Mà nếu mà nói rằng những người mà thành lập chính phủ lưu vong á, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, điều hoàn toàn chật lắm. Tuy nhiên nó có một cái điều khoản trong cái luật quốc tế là gì? Nếu anh vận động được 6 thành viên, tức là 6 member ở trong Ủy hội Liên Hợp Quốc và hỗ trợ cho anh, tức là họ sponsor, họ hỗ trợ cho anh, và có một thành viên, trong đó có một thành viên công nhận anh và cho anh được thành lập cái chính phủ lưu vong trên đất nước của họ, tức là one country, two government. Ok, tức là một quốc gia mà hai chính phủ, mà chính phủ đó, cái chính phủ mà được cho phép được thành lập không rên, tức là không không điều khiển quốc gia đó, mà tạm thời dung thân trên quốc gia đó và chờ ngày phục quốc. Và chờ ngày phục quốc thì được thành lập chính phủ lưu vong ở tại cái quốc gia đó, mà họ cho phép và họ cho anh một cái miếng đất để anh có một cái hội trường, để anh có một cái building để mà anh
làm cái văn phòng để làm cái chính phủ lưu vong, và với điều kiện là anh phải có 6 thành viên của quốc tế bảo trợ cho anh, 6 thành viên, và trong đó có một thành viên chấp nhận anh sinh hoạt ở tại trên cái đất nước của họ. One country, two government. Và cái government của anh là không có được điều khiển cái đất nước đó nha. Đó. Vì vậy cho nên thưa quý vị, thưa quý anh chị em, khi mà nói tới vấn đề đó đó, anh Đào Minh Quân không thể nào thành lập một cái chính phủ lưu vong ở Mỹ được cả. Là bởi vì sao? Bởi vì ông Nguyễn Hữu Chánh cũng đã từng thành lập chính phủ lưu vong ở tại Mỹ. Và sau khi bị bắt ở Korea về, trong vòng 30 ngày, ông Nguyễn Hữu Chánh phải tuyên bố giải tán cái chính phủ Việt Nam tự do của ông Nguyễn Hữu Chánh. Sau khi làm việc với tụi Homeland Security ở tại phi trường, về một tháng sau, phải tức tốc tuyên bố giải tán cái chính phủ Việt Nam tự do. Vì vậy chúng ta không thể nào mà thành lập một cái chính phủ lưu vong trên đất Hoa Kỳ được cả. Ok. Nhưng mà anh Đào Minh Quân ảnh lại dùng cái danh xưng là không phải là chính phủ lưu vong mà là chính phủ lâm thời, hoặc là như thế nào đó. Anh Đào Minh Quân ảnh làm còn thua anh Nguyễn Hữu Chánh sao? Nguyễn Hữu Chánh ảnh có báo chí, có văn phòng, có là rầm rộ lắm. Anh Đào Minh Quân không phải như vậy. Nhưng mà cái mà tôi nói ở đây đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, cái tôi muốn nói ở đây đó, về cái nguồn gốc của anh Đào Minh Quân. Anh Đào Minh Quân là ai? Anh Đào Minh Quân là một trung quý, cựu trung quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến Hoa Kỳ rồi học, rồi lấy bằng kỹ sư engineer về điện, rồi cái cuộc sống của anh nói chung cũng rất là thành công, rồi ảnh cũng sinh hoạt về bên âm nhạc, cũng ra CD, bà xã của anh Đào Minh Quân cũng hát cũng rất là hay, rồi là mua được một cái khu sa mạc ở đâu ở dưới là biên giới Arizona với California đó, rồi làm một cái là gọi là tụ nghĩa đường. Anh có nói với tôi đó là anh về làm tụ nghĩa đường. Xong rồi là nói chung cũng là làm những cái việc nó cũng bình thường thôi chứ không có gì cả. Rồi tuy nhiên nó có anh Đào Minh Quân cũng có một số người ủng hộ, có một số người ủng hộ. Rồi những cái người ủng hộ này đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, mang những cái bộ đồ lính vào rồi ra rồi chụp hình rồi bảo vào rằng anh Đào Minh Quân có quân đội. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thưa anh Đào Minh Quân, nếu mà nói những người ủng hộ cho anh Đào Minh Quân đó, làm sao bằng những người hồi đó ủng hộ cho Nguyễn Hữu Chánh? Làm sao bằng những người mà ủng hộ cho Nguyễn Hữu Chánh? Những người ủng hộ cho Nguyễn Hữu Chánh gồm có ai? Đại tướng Nguyễn Khánh, Trung tướng Linh Quang Viên, Phó Đô đốc Lâm Quân Tánh, Trung tướng Tô Thất Đính, Thiếu tướng Lê Văn Tư, Đại tá Phùng Ngọc Ẩn, Đại tá Tôn Thất Thuyên, rồi và còn nhiều vị nữa, tức là trong cái hàng quân đội ủng hộ rất là nhiều. Vì vậy cho nên đó là Nguyễn Hữu Chánh mới tuyên bố rằng mình mới có là 10.000 tay súng, 10.000 kháng chiến quân vân vân và vân vân. Nhưng mà thực tế ra chẳng có tay súng nào cả, chẳng có kháng chiến quân nào cả. Gửi một số anh chị em về trong nước bị Việt Cộng nó bắt, nó nhốt, nó dán cho cái búa 25 năm tù, 20 năm tù. Ok. Đó. Vì vậy cho nên thưa quý vị, thưa quý anh chị em, là khi mà nghe anh Đào Minh Quân đó mà nói rằng đó là có máy bay, rồi là có quân đội như thế này thế kia, và được Mỹ hỗ trợ, cái đó là cái mà tôi muốn nói, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Cái đó là cái tôi muốn nói. Không có chính phủ Mỹ nào hỗ trợ cho Đào Minh Quân cả. Đào Minh Quân stop, dừng lại đi anh. Ok, dừng lại đi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái đó là xạo. Cái đó rất là xạo. Chính phủ Mỹ nào mà hỗ trợ cho chính phủ Đào Minh Quân máy bay ở đâu? Hả? Là có máy bay là F-35, F-22 rồi này nọ. Anh có tiền mua nổi một chiếc máy bay sao? Cộng đồng người Việt chúng ta mua máy bay rồi bay ở đâu? Đậu ở đâu? Ai lái phi công nào? Đừng nói với tôi là những cái ông phi công mà hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đi lái mấy chiếc F đó nha. Hả? Mấy ông phi công đó bây giờ là 7, 80 tuổi, 60 mấy, 70 tuổi là ngồi, hello, holy down, ngồi trên chiếc máy bay đó, mà cái sức ép nó không bể lỗ tai chết rồi. Hiểu không? Thành ra không có, và anh biết rằng á, là cái quân đội muốn thành lập đó, nó phải có những cái quân trường. Quân trường nào của Mỹ để đào tạo người Việt Nam cho cái chính phủ của Đào Minh Quân? Quân trường nào vậy anh Đào Minh Quân? Hả?
Và không có một cái quốc hội nào mà phê chuẩn, anh chị em biết đó. Nếu tại vì anh chị em có thể là không biết về cái tam quyền phân lập ở Mỹ. Ở Mỹ này đó, mà muốn đánh một cái trận nào của một cái quốc gia nào đó mà tuyên chiến đó, là lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ, họ mới là người tuyên chiến chứ không phải là tổng thống Mỹ đâu anh chị em. Tổng thống Mỹ có thể tạm thời là đánh một cái trận gì đó, nhưng mà sau đó là quốc hội cũng phải họp lại phê chuẩn. Và muốn mà tuyên chiến đó, muốn bắn bao nhiêu cái Tomahawk đến một cái quốc gia nào đó là phải lưỡng viện quốc hội cho phép. Vậy tôi hỏi Đào Minh Quân, anh đi vận động ở lưỡng viện quốc hội hồi nào để mà lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ bảo trợ cho anh vậy? Hả? Và cái dự luật để mà bảo trợ cho cái chính phủ, cái gọi là chính phủ Đào Minh Quân đó, cái bill đó số mấy vậy? Từ vì mỗi cái bill đó, mỗi cái dự luật đó anh chị em nó đều có cái mã số. Ví dụ về nhân quyền thì nó là HR 2833, rồi những cái bill ví dụ là VN hoặc là cái gì đó, nó đều có mã số. Và nếu mà nói rằng quốc hội Hoa Kỳ chi ra, tức là bảo trợ chi ra một cái khoản ngân, một cái package, một cái tài khoản nào đó để mà hỗ trợ cho một quốc gia nào hoặc là hỗ trợ cho một chính phủ nào đó, họ đều có một cái luật, họ đều có một cái bill đó. Vậy anh Đào Minh Quân cho tôi biết rằng cái dự luật anh vận động ở quốc hội để mà quốc hội Hoa Kỳ chi ra cái niên khóa 2016, 2017 hay 18, cái package đó là bao nhiêu tiền, và cái luật đó là có cái tên gì? Có. Không có. Every single day, mỗi ngày như vậy tôi điều vào trong cái website của Pentagon, tôi điều vào trong cái website của quốc hội. Ok. Và không có một cái nào mà nói về chính phủ Việt Nam tự do hay là nói về Mr. Đào Minh Quân nào cả. Anh Đào Minh Quân à, stop đi. Đừng có gieo vào anh chị em, đầu anh chị em ở trong nước một cái ỷ lại rằng ô bây giờ có Mỹ lo rồi. Ha, có ông Đào Minh Quân, có chính phủ Đào Minh Quân sẽ đem súng đạn về Việt Nam. No anh chị em à. Người bạn thân của tôi ở Việt Nam ơi, nếu mà bạn còn tin tôi, bạn hỏi tôi, thì đây là cái tôi trả lời cho bạn. Đừng bao giờ tin về cái chính phủ Đào Minh Quân mà sẽ đem quân về Việt Nam. Bởi vì Đào Minh Quân có khoảng 20 người hỗ trợ, 20 người hỗ trợ ở tại California, mà những người đó đó, nói xin lỗi, là ăn tiền già, ăn tiền bệnh. Những người đó là retire, những ông già bà già, nói xin lỗi, bây giờ đi xe mà lái hơn 10 tiếng là phải nghỉ 8 lần để đi restroom. Người lớn tuổi rồi, làm sao mà cầm súng, cầm đạn, làm sao mà vác ba lô mà chạy về Việt Nam để đánh với Việt Cộng? Tầm bậy tầm bạ không à? À, đó. Thành ra khi mà chúng ta diễn những cái tuồng tích, rồi làm một cái phòng, làm một cái phòng rồi á, là lên đó rồi để cho mấy đứa quay phim rồi lên YouTube. À, Thủ tướng Đào Minh Quân đang nói chuyện với quốc dân và đồng bào. Quốc dân đồng bào nào mà rảnh đi nghe anh nói chuyện vậy, Đào Minh Quân? Ha? Ở bên đây ai cũng đi làm. Như tôi nè, tôi làm hai job nè. 5 giờ sáng, 6 giờ sáng alarm thức dậy. Nghe tiếng alarm đó, nghe tiếng chuông báo động đó, giống như cái búa đập vô trong đầu mình đó. Phải lơm cơm ngồi dậy, exercise vài cái rồi đi tắm rửa ra, pha ly cà phê, và ly cà phê như vậy. Đấy là ly cà phê ở nhà. Nhưng mà ly cà phê đi làm nó có cái nắp vô để chi? Để mình vừa lái xe mình uống cà phê. Chứ đâu có thời gian đâu mà ra quán anh chị em. Ở bên Mỹ này làm gì có thời gian. Rồi chạy vô làm, bấm thẻ cái cụp làm cho tới chiều 3-4 giờ chạy về, chạy qua shop cái bên kia làm cho tới 8 giờ thôi. Những cái người mà rảnh rỗi giống như vậy mà cứ là đóng tuồng tích như vậy, chỉ có những người là họ ăn tiền bệnh nè, họ ăn tiền retire nè, họ ở nhà nuôi con vân vân và vân vân. Chứ còn những người có công ăn việc làm ở Mỹ này, họ không có thời gian để làm những cái đó. Rồi quay phim lên, mở một cái YouTube lên quay phim á, là không thấy quốc dân và đồng bào đâu cả. Nếu mà nói mà thủ tướng đóng mở ngoặc nha, anh chị em cho mình đó. Anh Đào Minh Quân có nghe Huy Đức nói, anh có giận. I'm sorry. Ok, anh có giận Huy Đức chịu. Nhưng mà hôm nay đó, nhịn cho tới ngày hôm nay, em phải nói thẳng.
anh có coi được cái video clip này đó, anh có giận Huy Đức cũng chịu thôi, chứ chẳng làm gì được cháu cả. Nhưng mà tôi phải nói là bởi vì sao? Tôi đã bị mười mấy năm trời trong cái gọi là chính phủ Việt Nam tự do rồi. Lấy đi của tôi 1/4 cuộc đời của tôi trong cái tuổi trẻ. Ok. Thành ra thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Rồi bảo rằng là quốc dân và đồng bào đang nghe thủ tướng nói chuyện mà chỉ quay có mình ông Đào Minh Quân ở trên cái bục đó thôi à. Không quay phía sau coi thử quốc dân đồng bào được bao nhiêu người. Không quay phía sau coi quốc dân đồng bào là ai. Không có. Tại sao phải đóng những cái tuần tích như vậy để làm gì? Và thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Chính phủ Hoa Kỳ không chấp nhận cho bất cứ một cái tổ chức nào, một quân đội nào, một trại huấn luyện nào ở trên đất Mỹ cả. Bạn có thể mua súng ở Mỹ này, cái luật carry, bạn có thể dự trữ súng, bạn có thể mua súng để trong nhà của mình cho defense. Nhưng mà bạn không thể tổ chức một quân đội. Nếu mà bạn tổ chức một quân đội, bạn huấn luyện thì nó cho bạn là khủng bố. That's all. Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ không cho bất cứ một cái lực lượng nào, một cái thể chế nào hay là một cái chính phủ nào mà ở trên đất Mỹ này mà có quân đội ngoài quân đội của Mỹ. Vì vậy cho nên nếu mà những người trong nước họ không biết đó, họ nói rằng là Mỹ đó, là bảo trợ Mỹ, là hỗ trợ cho chính phủ Đào Minh Quân. Dạ không có. Tôi khẳng định rất là mạnh mẽ. Nếu anh Đào Minh Quân không chấp nhận cái lời khẳng định của tôi, prove. Ok? Prove cho người ta thấy. Show me. Anh lấy một vài ông, một vài bà cựu chiến binh Việt Nam mang mấy cái bộ đồ lính rằng đi rằng riết rồi vô rồi bảo rằng là tôi có quân đội như thế này thế khác. Không thật, cái đó không thật. Thà với cái tài, cái trí và cái lực của anh Đào Minh Quân, anh Đào Minh Quân vận động ở trong nước để tổ chức anh em ở trong nước, tôi sẽ ủng hộ. Nhưng mà đóng tuần tích ở ngoài này để mà khè, để mà hù, để mà khè anh em ở trong nước, không nên làm. Một Dương Vân thả rồi anh Đào Minh Quân, cũng vì thả đó, nó tin anh đó, cho nên nó mới bị vào tù và cả nhà nó tan nát. Chúng ta cứ xúi anh em ở trong nước làm. Nhưng mà khi anh em ở trong nước bị tai nạn, bị bắt tù, chúng ta không lo được cho họ. Và Cộng sản nó sẽ dùng những cái đó để nó đặt ở đây mình những cái búa rất là nặng. Thằng thì 8 năm tù, thằng 12 năm tù. Là bởi vì nó ghép cho cái tội là muốn lật đổ chính quyền, là tham gia những tổ chức chống nhà nước, nhà nước gì đó ở trong nước, và nó đặt cho những cái búa. Vì vậy cho nên là chúng ta không nên, dù có tổ chức người trong nước, chúng ta không bao giờ nhận họ là người của mình. Tụi nó đánh tôi rất là lâu về cái biệt đoàn Sao Trắng. Nó bắt được anh em của tôi trong lúc rải truyền đơn năm 2005. Nhưng mà không bao giờ tôi nhận những thành viên đó là của biệt đoàn Sao Trắng của tôi cả. Không bao giờ. Và tôi không bao giờ cho nó một cái cơ hội để mà nó đặt anh em tôi bằng những cái búa trong tù. Thế nhưng có những cái tổ chức, thế nhưng có những cái người giống như Đào Minh Quân, bảo rằng là thả cứ làm đi, có gì anh cho là biệt kích nhảy về. Anh có biệt kích sao là Minh Quân ha? Biệt kích, biệt kích của anh là mấy thằng nào vậy? Kêu nó nhảy tới nhà Huy Đức coi thử coi, từ từ coi. Mình ở Mỹ với nhau nè, khỏi cần ở Việt Nam. Anh có bao nhiêu thằng biệt kích của anh, toán biệt kích anh nào kêu nó tới nhảy tới nhà Huy Đức coi thử là có mấy biệt kích vậy? Thế nhưng họ có thể nói như vậy được. Anh Đào Minh Quân có thể nói như vậy được. Rồi tới cuối cùng, thả nó bị vô tù, anh đã làm được cái gì cho nó, cho gia đình nó hay chưa? Bây giờ gia đình của thả nó tan nát hết. Một gia đình mà kể như là vợ chồng con cái gì vào tù hết tất cả. Bây giờ chúng ta, tôi đâu có nói đâu. Tôi không biết. Đau lắm anh chị ạ. Rất là đau. Một người đấu tranh mà
mà không có bảo toàn được cái lực lượng, không bảo toàn đồng đội của mình, những kẻ đó không xứng đáng lãnh đạo. Những kẻ đó không xứng đáng lãnh đạo, thưa quý vị, thưa quý anh chị. Vì vậy cho nên đó, trong cái mà tôi muốn nhắn gửi tới anh Đào Minh Quân, cái mà gọi là đạp mặt Hồ Chí Minh đó, mà anh Đào Minh Quân nhớ khi tới Florida đó, anh hỏi Quy Đức ơi dám đạp mặt Hồ Chí Minh hay không? Tôi nói chỉ có đạp mặt Hồ Chí Minh thôi hả? Đơn giản vậy thôi à? Người ở ngoài nước anh sợ cái gì? Mà anh đưa vấn đề đó, tôi nói thôi khỏi đi anh Đào Minh Quân. Tôi lấy cái búa chém anh, tôi có cái búa, tôi nói để tôi bữa đầu Hồ Chí Minh chứ khỏi cần đạp mặt. Tôi lấy cái búa tôi đổi lên tờ giấy, tôi vẽ hình cái búa vô, anh đưa cho mọi người coi. Ok, Nguyễn Hoàng Quý Đức này chẻ cái đầu Hồ Chí Minh chứ không có đạp lên mặt đâu. Đó là một cái. Cái đạp mặt Hồ Chí Minh không phải là thành viên của anh. Anh chơi một cái chiêu rất là khốn nạn. Anh khích cái tinh thần người ta và anh bảo người ta là đạp mặt Hồ Chí Minh. Và khi người nào ghi tên rồi vô tên như thế này thế kia, tên, tuổi, địa chỉ rồi cái hình đạp mặt Hồ Chí Minh, sau đó anh cho người ta coi và anh coi đây, anh bảo rằng đây, đây là cái thành viên của tôi. Sai. Anh Đào Minh Quân nhớ cái điều đó nha. Anh yêu cầu người ta đạp mặt Hồ Chí Minh, người ta sẵn sàng đạp mặt Hồ Chí Minh, nhưng mà người ta đạp mặt Hồ Chí Minh không phải là thành viên của cái gọi là chính phủ lâm thời gì của anh Đào Minh Quân. Ok, cái đó là tầm bay. Cái đó là kể như là gọi là gì, mượn hoa cúng Phật. Kêu người ta đạp mặt Hồ Chí Minh xong rồi đó, cái người này nè, cái ông đạp mặt Hồ Chí Minh này nè, là ông này là thành viên của tôi. Người ta vô thành viên của anh hồi nào vậy? Hả? Anh muốn người ta đạp mặt Hồ Chí Minh, người ta đạp mặt Hồ Chí Minh chứ người ta có phải là thành viên của anh đâu. Đó là cái điểm thứ nhất. Ok, cái đó là cái mà gian lận trong đấu tranh. Cái đó cái gọi là bịp bợm trong đấu tranh, không thể chấp nhận được. Ok, điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó, tự nhiên anh bắt cóc bỏ dĩa. Tôi đồng ý là sinh hoạt với anh hồi nào mà anh bổ nhiệm cho tôi là chức là bộ trưởng, là thứ trưởng gì hội, là người Lai của Việt Nam. Hả? Tôi không thèm nói. Ở trong đó anh gom rất là nhiều người, Cha Lợi, Cha Lý, anh gom rất là nhiều người ở trong nước, ở trong cái tổ chức chính phủ của anh, trong cái nội các. Vô tình, anh Đào Minh Quân, anh làm như vậy là vô tình anh đưa những người đó vào tù. Nếu như những ngoài nước này thì ok, không sao cả, tụi Cộng sản nó không làm gì được anh em ở ngoài nước cả. Nhưng mà trong cái email đó anh gửi ra đó, anh bảo là ông này, bà kia là trong cái cabinet, tức là trong cái hội đồng chính phủ, chức bộ trưởng, tinh thần chức này nọ. Những cái người còn ở trong nước như Cha Lợi, như Cha Lý, là Nguyễn Văn Đài, hoặc là Lê Thị Công Nhân, vân vân và vân vân, những người trong nước. Tụi Cộng sản nó lấy đó làm cái bằng chứng. Ok, nó lấy đó làm cái bằng chứng để nó đập cái búa người ta, để nó đưa người ta vô tù. Tự vì bằng chứng rất là rõ ràng, có tên mày ha, ở trong cái gọi là chính phủ lưu vong để lật đổ nhà nước của tao, bây giờ tao bỏ mày vô tù. Come on dude, anh làm cái đó rất là bậy bạ vô cùng. Một cái người mà đòi làm thủ tướng, một cái người mà đòi làm chính trị, mà cái việc rất là đơn giản như vậy mà anh không nghĩ ra sao nào Minh Quân? Anh vô tình hay là vô tình có tính toán? Hả? Ông mình hỏi thiệt anh nha. Có thằng nào khung khung, có thằng nào điên điên nói là ở trong nước á, là bây giờ cái tôi là chính phủ là lật đổ Cộng sản nè, tôi là một cái thế lực lật đổ Cộng sản nè, người của tôi là Nguyễn Văn A đó, ở trong nước đó, thằng đó đó, thằng Nguyễn Văn B ở trong nước đó ha, là con Lê Thị Tẻo ở trong nước đó này nọ, có khác nào mình nói ê Diệt Cộng ơi mày tới mày bắt nó mày bỏ tù giùm tao đi, có khác nào như vậy đâu. Thưa ông, con ở bụi này. Và cái điều đó là cái điều tối kỵ trong chính trị. Ở trong chính trị cái bí mật là cái tiên quyết, là cái đầu tiên phải có. Ok, anh không có bí mật anh khai mẹ nó ra hết, even cho rằng những người đó họ chưa biết Đào Minh Quân là thằng con nào cả. Hồi giờ họ chưa có biết Đào Minh Quân là ai cả, chỉ có biết là có một cái tổ chức lâm thời, có một cái tổ chức gì đó của một cái tay nào đó ở ngoài nước lên, tự nhiên bây giờ có tên họ ở trong cái list của anh. Bây giờ tự nhiên có cái tên họ ở trong cái tổ chức của anh, có khác nào anh đưa người ta vô tù đâu anh Quân?
Ha, có khác nào anh đưa người ta vô tù, đưa anh em ở trong nước vô tù đâu. Anh đưa đạn cho tụi cộng sản nó bắn anh em mình. Ok, anh đã đưa đạn cho tụi cộng sản nó bắn anh em mình, anh Đào Minh Quân ơi, dẹp cái đó ngay tức khắc đi. Cái đó rất là sai trong cái, trong một cái tổ chức chính trị, trong một cái chính trị đó, chúng ta phải giữ cái điều bí mật. Chúng ta phải giữ cái điều bí mật là tiên quyết. Mà hoạt động như anh không có bí mật gì cả, anh đưa cái link ra và anh đưa đạn cho tụi kẻ thù nó bắn anh em mình thì làm sao anh hoạt động chính trị được. Okay. Có nhiều anh chị em ở trong nước đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Dạ vâng, chào Lâm Hạnh, chào anh chị em vừa đến với diễn đàn. Tôi thông cảm cho họ là bởi vì sao họ bị đàn áp nhiều quá, cực khổ vân vân và vân vân. Bây giờ hy vọng rằng có một cái có một cái thế lực nào đó, có một cái tổ chức nào đó có thể là lật đổ được cộng sản để đem lại tự do no ấm cho họ, cho đồng bào Việt Nam. Ok. Mình hiểu được cái tâm trạng anh em ở trong nước. Mình hiểu được điều đó. Vì vậy có nhiều người tin Đào Minh Quân, có nhiều người tin anh em ở trong nước đó, là gửi cho tôi những cái mời để mà nghe Đào Minh Quân nói chuyện mới ghê. Họ đâu có biết tôi là cái thằng mà ngồi ăn với nhau, mà ở với nhau cả một tuần với Đào Minh Quân, mà Đào Minh Quân là người recruit tôi, kêu tôi về hoạt động cho chính phủ Đào Minh Quân, mà tôi nói thôi đi anh đừng có đi vào vết xe lịch sử cũ nữa. Anh đã thất bại năm 82, 84, anh bị Nguyễn Hữu Chánh nó lật đổ. Ok, rồi bây giờ anh lại tái diễn cái trò đó để làm gì nữa? Quân đội không có, súng đạn không có, chụp được vài tấm hình với là dân biểu của Mỹ, thượng nghị sĩ của Mỹ, rồi cho rằng là mình đó là được Mỹ hỗ trợ. No! Tấm bảy tấm bài không à? Anh muốn bao nhiêu tấm hình? Ha? Anh muốn Huy Đức cho anh coi cái tấm hình ăn cơm tối với cho mà Ken không? Ha? Anh muốn tấm hình của Huy Đức chụp với thượng nghị sĩ Mel Martini không? Anh muốn Huy Đức chụp với là gần cả 100 vị thượng nghị sĩ không? Đâu có khó gì đâu. Ở bên Mỹ cái đó rất là bình thường. Ok, anh lấy cái cuộc hẹn, anh đi vào trong quốc hội. Anh hẹn một cái cuộc hẹn ở trong đó. Anh vô văn phòng của họ nói chuyện. Họ tiếp đãi anh rất là nồng hậu. Mà có một điều đó là những cái vị dân biểu và thượng nghị sĩ khi mà được cái cử tri của họ tới thăm, họ rất là mừng. Họ so với bạn bè của họ, họ cho bạn bè họ coi, ê, tao có cử tri nè, tao có người của tao từ ở dưới tiểu bang tao nó lên tới Washington DC để nó thăm tao. Họ proud of it. Họ hãnh diện là bởi vì sao? Bởi vì họ được sự ủng hộ. No easy. Trời ơi, tôi thấy cũng là đưa hình ảnh rồi lên là bảo rằng cả chính phủ ủng hộ mình, không có nào Minh Quân. Khẳng định rất là mạnh mẽ với anh chị em, chính phủ Hoa Kỳ không có hỗ trợ cho Đào Minh Quân. Chẳng có chính phủ Hoa Kỳ nào mà support cho cái chính phủ của Đào Minh Quân hay ông Đào Minh Quân cả. Riêng cá nhân của ông Đào Minh Quân, yes, có những cái vị mà lóc cóc lăng ken, ví dụ như đại diện cho đảng Cộng Hòa ở cái District 3, District 5, tức là cái huyện, cái khu vực đó, rồi là tới là mời tới để mà một cái buổi ăn rồi chụp hình nói à, người này là đại diện cho đảng Cộng Hòa, rồi tới là ủng hộ đại diện đảng Cộng Hòa, nhưng mà ở cái cấp nào? Tôi cũng đại diện cho đảng Cộng Hòa nữa, hiểu không? Đại diện đảng Cộng Hòa là ở cái District 3, District 5, tức là một cái khu vực nhỏ nhỏ. Đại diện cử tri của đảng Cộng Hòa ở cái District 8, nothing, chẳng là cái gì cả. Ok, chẳng là một cái gì cả. Anh Đào Minh Quân, đừng có tiếng Việt mình là gọi sao, đừng có hù thiên hạ nữa. Ok, đừng có hù thiên hạ, đừng có hù bà con trong nước nữa anh Quân. Mẹ ông xạo xạo cũng xạo dừa dừa thôi, ông xạo kiểu đó chết người đó. Cái xạo đó không có lợi. Ok, có những cái xạo mình cần phải xạo, xạo có lợi cho công cuộc đấu tranh, xạo có lợi cho mọi người. Yes, Huy Đức sẽ support anh liền. Nhưng mà xạo những cái đó để mà đưa anh em ở trong nước vào tù, tôi sẽ là thằng đánh anh tơi tả cho anh biết. Ok, bởi vì tôi đã tâm sự, tôi đã chia sẻ với anh về vấn đề Nguyễn Hữu Chánh như thế nào. Mà bây giờ anh lại đi vào cái con đường của Nguyễn Hữu Chánh, anh đi vào cái bánh xe đổ nát đó nữa thì không thể chấp nhận được.
Bây giờ sơ sơ thôi, một Vương Văn Thả thôi, anh trả lời sao với anh em đây? Hả? Bây giờ một Vương Văn Thả thôi, tôi chưa nói tới, tôi chưa nói nhiều. Rồi đây có nhiều anh chị em cũng vì tin Đào Minh Quân, cũng vì tin ở ngoài nước ngoài, nước ngoài sẽ có những cái tổ chức thả biệt kích về, lái máy bay F5, F5 nó đem bỏ ngoài thùng rác hết rồi. Mỹ bây giờ F5 là thời xa xưa. F5 bây giờ nó nằm ở cái nghĩa địa máy bay ở Arizona. Mỹ giờ không còn xài F5 nữa, F35, F22 Phantom là kể như là những cái loại tối tân ha. Là Đào Minh Quân sẽ cho là máy bay F-35 về và là sẽ thả bom giúp đồng bào này nọ. Ủa xin hỏi thằng nào lái mấy chiếc máy bay đó bây giờ về anh Đào Minh Quân? Hả? Cái ông mà đại quý gì mà 76 tuổi của anh lái chiếc máy bay đó hả? Hả? Tâm bay tâm ba không à? Trời ơi, ông nào ông nấy là bây giờ là kể như là rung cầm cạch rồi. Lái xe ra highway đó mà không dám chạy 75-80 mile một giờ, làm sao cho lái chiếc máy bay mà F-35, F-22 hả? Mình nghĩ why? Trời ơi, mỗi lần đi biểu tình đó, Huy Đức này chở trên xe van đó, đi đó là mười mấy cụ, có trung tá, có thiếu tá, có đại quý, có đâu dám đưa cho mấy ông lái xe đâu anh chị em. Mình bây giờ vậy, mai mốt cũng vậy thôi. Khi mà người lớn tuổi mà lái xe khoảng 3 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng lên 4 tiếng là bắt đầu lái cái kiểu đó thôi, lũi mẹ nó xuống ruộng chết cả xe là sao? Ha? Tại vì cái tuổi tác nó lớn rồi, cái sức khỏe mình không cho phép. Mà bây giờ 70 mấy tuổi mà đòi lái chiếc F-35, đòi lái chiếc F-22 bay về Việt Nam hả? Có khùng không vậy? Đó, thưa quý vị, thưa anh, những cái căn bản nhất, những cái đơn giản nhất mà chúng ta có thể figure out. Và anh là thằng xảo, đồng bào ở trong nước anh chị em có thể hiểu được cái điều đó. Và tôi khẳng định mạnh mẽ cho tới giờ phút này, từ khi Mỹ rời chiến trường Việt Nam năm 1973 cho tới bây giờ, Mỹ chưa có bao giờ quay lại để support những cái tổ chức mà chống cộng cả. Họ nhắm mắt làm ngơ cho chúng ta. Mà nếu mà nói rằng quay lại để mà hỗ trợ, để giúp đỡ về tiền bạc, về vũ khí, về như thế này thế kia, nên không có. Yeah, có Holy Đào. Yeah, có cái nick Holy Đào đó. Thà là tin cái con nhỏ Holy Đào này cũng là Đào, tin nó mà nó còn chống cộng, còn dạ, còn dữ dằn hơn Đào Minh Quân, đừng nói tin Đào Minh Quân. Tâm bay tâm bay. Nhưng mà có những người như vậy, họ làm như vậy, nó nhiều cái điều bất lợi. Thứ nhất, quay lại nói chung quy là gần một tiếng đồng hồ nói về vấn đề Đào Minh Quân, tôi muốn tóm tắt để tôi qua cái đề tài thứ hai. Từ cái đề tài thứ hai đối với tôi là nó hấp dẫn hơn. Đề tài thứ hai mà khi mà đánh cái phái đoàn Văn Văn Khải mà mình được đánh mấy người cộng ngay trên đất Mỹ đó, nó đã lắm. Mấy bữa nay mình bị mấy cái hâm dọa như thế này thế kia, không biết mình là ai thôi. Okay. Bây giờ nói tóm tắt lại, anh chị em tin tôi hay không tin tôi, no problem, chuyện nhỏ, ok. Nhưng mà tôi chỉ nói cho anh chị em ở trong nước biết về cái chính phủ lâm thời hay là chính phủ cách mạng hay cái chính phủ đất gì đó của anh Đào Minh Quân đó, hoàn toàn không có hợp pháp ở Mỹ, ok. Chỉ là diễn tuồng thôi và chưa có đụng cái gì ảnh hưởng tới luật pháp. Mỹ nó chưa có rờ gái. Chứ còn mà đụng ảnh hưởng tới luật pháp của Mỹ giống như chính phủ Việt Nam của Nguyễn Hữu Chánh á, là bị giải tán ngay tức khắc liền. Đơn giản vậy thôi. Có nhiều người hỏi, ủa vậy tại sao mà nó, nếu mà anh nói như vậy, tại sao ông làm trên đất Mỹ? Mỹ nó bây giờ đó, Holy Đào nó tuyên bố nó là thủ tướng Holy Đào, Mỹ chẳng thèm khe. Nhưng mà thử nó làm gì ảnh hưởng tới luật pháp coi. Hả? Thử nó làm gì mà đụng chạm tới cái quyền lợi của đất Mỹ, của người dân Mỹ,
hoặc là mắc lòng tới hàng xóm coi, coi nó dẹp không đẹp không tiền. Okay. Thành ra ở Mỹ nó đơn giản mấy thôi. Mẹ ra một cái tổ chức xin cái giấy phép hoạt động, chồng là chủ tịch, vợ là phó chủ tịch và con là thư ký. Nó cũng là một cái hội. Ở Mỹ nó vậy thôi, đơn giản thôi chứ có khó gì đâu thưa quý vị, thưa anh chị. Có nhiều người họ nghĩ, họ nói trời anh Huy Đức ơi, anh nói như vậy vậy sao chính phủ Mỹ họ để cho chính phủ Đào Minh Quân hoạt động? No problem. Chính phủ Mỹ nó để cho tất cả mọi người làm, nhưng mà anh làm gì, anh muốn nói cái gì nói tự do ngôn luận. Giống như bây giờ mình muốn chửi tổng thống Mỹ cũng được cả. Fuck you Obama, fuck you President Donald Trump, whatever. Anh muốn nói cái gì anh nói, nhưng mà anh hăm dọa thử coi. Anh thử nói một câu hăm dọa coi. Tụi Special Service nó gõ cửa anh liền. Còn anh muốn chửi, anh muốn nói, anh làm cái gì cũng được cả. Mỹ là tự do ngôn luận. Cái câu là thế giới tự do, có mồm thì lỗi. Đấy, đơn giản vậy thôi chứ đâu có gì đâu thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Nhưng mà anh criminal, anh đụng tới luật pháp, anh ăn cắp, anh trộm, anh tàn trữ vũ khí, anh huấn luyện quân đội để sử dụng vũ khí như thế này thế kia, FBI nó cầm đầu anh ngay tức khắc liền. Giống như ai? Giống như Hoàng Pao, mà mình gọi là Vàng Pao đó. Mua vũ khí và huấn luyện cho những người Lào để mà đưa về trong nước lật đổ Cộng sản Lào. FBI nó gửi cho cái warning và vẫn còn tiếp tục, nó bắt luôn. Nó bắt vô ra tòa, cuối cùng nó sắp xử sao cho mày thắng, cho mày là kể như là được ok. Ok xong xuôi đâu đó chưa đầy một tháng sau chết queo. Ngủm cù đâm, nghẹo cù đâm là ngủm cù đeo, chết cắt liền. Đó, không có treo cổ tự tử giống như là tụi cộng sản mà ở trong nước. Đó không? Nhưng mà chết vì bệnh tim. Chết vì bệnh đầu, chết vì một cái bệnh nào mà bác sĩ cho chết và không có một pháp y nào mà tìm ra cả. Bác sĩ cho chết khác với là công an cho chết. Công an cho chết á, là bác sĩ còn tìm ra cái chết. À, nếu mà công an giết người đó là bác sĩ còn tìm ra cái cách giết người. Nhưng mà bác sĩ giết người thì không ai tìm ra cái cách giết người cả. Đơn giản vậy thôi. Thấy không ạ? Nó hay là hay ở cái chỗ đó thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Đó, vì vậy cho nên đó, mình muốn nhắn gửi với anh chị em có tin ông Đào Minh Quân. Từ ông Đào Minh Quân là chẳng ai xa lạ gì, ông anh của mình thôi chứ không ai xa lạ hết đó. Nhưng mà ông làm tầm bậy mình phải nói, mình im lặng cả mấy năm nay rồi, nhưng mà bây giờ mình phải nói. Ok. Mình nghĩ rằng đó ảnh không đi quá xa, ảnh không đi tới cái nước này đâu. Ảnh không đi tới nước này. Từ vì chính ảnh biết được, ảnh hiểu được rằng những cái tổ chức mà mình tổ chức cụi ở ngoài hải ngoại này, mình chỉ đóng tuồng diễn tích cho vui mà thôi, chứ không làm gì được ở trong nước cả. Không có thực lực ở trong nước, không có hoạt động được ở trong nước, thì không làm gì được cả. Thứ hai, anh chị em đừng bao giờ tin rằng chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho chính phủ Đào Minh Quân. Tôi khẳng định rất là mạnh mẽ cho tới giờ phút này Tổng thống Donald Trump chưa đặt bất cứ một vấn đề nào, chưa nói bất cứ một cái gì về vấn đề Cộng sản Việt Nam hay là những người đấu tranh ở hải ngoại, chưa có. Tuy rằng vận động rất là nhiều nhưng mà cái con đường của Donald Trump đi đó, nó không phải đơn thuần. Đó. Vì vậy đó cho nên nếu mà nói về như vậy, và bên cạnh đó đó, ngoài cái vấn đề Tổng thống Donald Trump ra đó, tôi không đặt nặng về ông Donald Trump đó, tôi nói thật với anh chị em. Mà tôi vận động, tôi đặt nặng về vấn đề lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ. Một khi mà lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đó mà họ mà đưa Việt Nam vô lại cái CPC lại đó, hoặc là họ tuyên bố là Cộng sản Việt Nam nó là một nước đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do đó, lúc đó cái áp lực của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ lên chính phủ Hoa Kỳ, lên tổng thống Hoa Kỳ rất là dễ. Và cái key của mình đấu tranh gọi là đấu tranh ngoại giao đó, đấu tranh vận động, đấu tranh ngoại giao đó, là mình nhắm vào lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ chứ không phải nhắm vào ông tổng thống. Tự vì ông tổng thống chỉ có 4 năm thôi, và sau 4 năm bầu cử lại, nếu mà lucky, nếu là may mắn thì làm được 2 nhiệm kỳ 8 năm rồi phải qua ông tổng thống khác.
mà lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ là hai cái đảng, mà hai cái đảng đó thì nó đi lâu dài, nó đi lâu dài. Nếu mà mình được hai đảng đó hỗ trợ cho mình, support cho mình, thì đó là cái kỳ chiến thắng nằm ở trong tay mình, thưa quý vị, thưa quý anh chị. Ok. Rồi. Vì vậy cho nên đó là không có, tôi báo cho anh em biết là anh Đào Minh Quân đó, anh hết gạo, anh không có ăn cơm, anh hay là anh bị tiểu đường, anh không có ăn cơm mà anh ăn thuốc nổ TNT thay cơm. Ok, làm ơn đi anh Quân, làm ơn anh ăn cơm lại giùm, ăn bánh mì đồ lại giùm đi, đừng ăn thuốc nổ nữa, đừng ăn thuốc nổ nữa. Anh nổ người trong nước thì ok, họ không biết. Nhưng mà anh coi thường cái trí tuệ của cộng đồng người Việt hải ngoại, anh coi thường cái đầu của thằng em anh là anh tiêu. Ok. Tôi đi vào Quốc hội có thể nói là nhiều hơn anh nữa. Tôi hoạt động với những vị dân biểu, vận động những cái dự luật nhân quyền hoặc là dự luật cho những anh em lai còn nhiều hơn anh nữa. Thành ra tôi không muốn nói, tôi không lên tiếng, không có nghĩa là tôi ngu. Tôi để cho anh coi thử anh làm tới đâu, mà trong cái đợt mà Vương Văn Thả rồi là tôi rất là giận. Tôi bực mình. Rồi chụp hình những cái tấm hình mà lôi là 7-8 ông già vô mang đồ rằng ri đeo quân chương đồ này nọ. Những cái đó là bây giờ để làm gì? Những cái đó bây giờ chỉ để lại là trong những cái buổi lễ 30 tháng 4, 19 tháng 6. Mình ôn lại kỷ niệm cũ. Thấy không? Chứ những cái đó không thể nào là một cái đội quân mà để lái máy bay F-35 hoặc là F-22 hoặc là lái những cái chiến hạm về Việt Nam để mà lật đổ cộng sản cả. No. Không phải là tôi coi thường các cụ. Một lần tôi đã nói cái vấn đề này với anh luật sư Lâm Chấn Thọ về cái gọi là đưa hiệp định Paris ra tòa án quốc tế và lấy lại nửa nước Việt Nam. Và khi mà nói rằng đưa những cái vị dân biểu như này nọ ra, tôi nói anh Thọ, anh làm cái chuyện không tưởng. Ok, anh làm cái chuyện không tưởng. Bây giờ những cái cụ đó là 70 mấy, 80 rồi. Tôi đã chở nhiều cụ đi hoạt động, đi đấu tranh chính trị, đi biểu tình. Trời là trời, mới lái xe chưa được 2 tiếng, các cụ nói Huy Đức ơi dừng lại cho tao đi đái cái, mắc tiểu quá. Họ yếu, họ không như hồi trẻ nữa. Bây giờ làm sao các anh biểu rằng đưa các cụ đi tới chỗ này họp, đi tới chỗ kia họp. Mỗi bữa cơm như vậy, ăn một chén cơm phải uống nửa chén thuốc. Các cụ bây giờ phải được nghỉ ngơi, phải ở nhà cho con cháu nó lo. Bây giờ chúng ta nhắm vào các cụ, đưa các cụ để đi như thế này thế kia. Các cụ có lòng mà hết sức rồi. Các cụ đã hy sinh cho chúng ta cả thời tuổi trẻ rồi. Và bây giờ những cái việc làm đó là chúng ta làm, chứ không phải các cụ làm. Ok. Cho nên đó, nếu mà anh Đào Minh Quân đó, anh Quân nghe được Huy Đức nói ngày hôm nay đó, Huy Đức chỉ xin anh là bớt diễn tuồng thôi. Không có gì hết, đừng diễn tuồng nữa này ca. Ok. Anh đừng dựng diễn mấy cái tuồng đó nữa. Ba lát. Lôi đó là 7-8 ông đó là kể như là một tay đó là chống cây gậy rồi mang đồ rằng ri ra đứng chụp hình đó rồi bảo rằng đó là kể như là đây là quân đội, đây là toán biệt kích là Black Tiger đồ này nọ là sẽ đi về Việt Nam cứu Dương Văn Thả. Trời ơi, bây giờ leo lên máy bay ở trên trời 2000 feet mẹ run hai cái chân đó là run cầm cập, làm sao dám nhảy dù ha. Cái lúc anh còn trẻ anh còn nhảy dù được, bây giờ ông nào ông nấy già rung tay rung chân nghề là làm sao nhảy dù được. Mình nói thực tế đi anh Quân, đi vào thực tế đi. Bây giờ mấy cái cụ đó đưa cho cây đại liên M60 mấy ông có ôm bằng bắn nổi hay không? Biểu mấy ông vác cây cối mấy ông vác có nổi hay không? Đạn súng cấp số đạn 200 viên, đeo cái M16 thôi chứ đừng nói gì, đeo cái M4 thôi. Lựu đạn đồ này nọ, bây giờ mấy ông hành quân được bao nhiêu lâu, đi được bao nhiêu xa? Hả? Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em,
rất rất ư là dễ hiểu như vậy. Một cái cơ chế, một cái tổ chức để lật đổ một cái nhà nước cộng sản mà gom bi lại được chưa được 20 thằng thì làm cái gì? Trời là trời, vẫn chơi hoài à. Một cái chính phủ mà toàn là những cái tên ma không à, là Nguyễn Hoàng Huy Đức là thứ trưởng gì đó, Linh Mục Phan Văn Lợi là bộ trưởng gì đó này nọ, toàn là những cái tên tự động mình lấy mình bỏ vô à. Còn thực lực thực lực mà chính thể mà có đó toàn là mấy ông già mấy bà già ở bên California đó, rồi gom lại là mang đồ đồ này nọ rồi chụp hình rồi với nhau là bảo rằng ơ thủ tướng Đào Minh Quân là trời giáng xuống à. Thêm cái vụ này nữa nha, thêm cái vụ này nữa nha. Thời đó mà Nguyễn Hữu Chánh bảo rằng là các cụ bảo rằng là Nguyễn Hữu Chánh là vua Quang Trung tái thế, rồi bây giờ đó anh lại lặp đi lặp lại cái đó nữa, lại đi xe vào bánh xe cũ nữa. Thời bây giờ mà còn có tin ba cái vụ mà Quang Trung tái thế, Quang Trung đầu thai lại. Hả? Washington tái thế này, mà chẳng làm được cái gì nữa, đừng nói tâm bay tâm ba không, đi đấu tranh với cộng sản. Hả? Mà đi tin ba cái chuyện tào lao, đi tin ba cái chuyện mà bối toán bối tướng, mà đi tin ba cái dị đoan ở trong đó bảo rằng là trời phái anh thủ tướng Đào Minh Quân xuống để giúp đồng bào chúng ta như thế này thế khác. Và đó là cái mà đau lòng đến chứ. Cái đó là cái là đau lòng. Tóm lại cái phần 1 này tôi có hai cái để tôi nói. Một bên là tôi muốn nói với Đào Minh Quân. Ok. Xin phép anh chị em cho tôi gửi vài lời với Đào Minh Quân. Anh Đào Minh Quân, anh nhớ lại một cái tuần mà anh em mình gặp nhau ở bên Florida. Huy Đức đã nói anh như thế nào? Tuổi trẻ tụi em sẵn sàng hy sinh, hy sinh cả cái tính mạng, không thương tiếc. Không thương tiếc. Tuổi trẻ sẵn sàng làm bất cứ một cái điều gì cho quốc gia và dân tộc. Dù có thất bại, dù có bỏ mạng, vẫn cười, nhưng mà không chấp nhận lừa gạt. Trong cái chính trị, mình có thể lừa gạt kẻ thù, nhưng không thể nào lừa gạt đồng đội và anh em chiến hữu của mình. Vì vậy, cho nên thần sấm sét mới nói rằng, Huy Đức mới nói rằng, tôi không tham gia cái tổ chức của anh. Ok. Và bây giờ đó, anh lại làm những cái giống như Nguyễn Hữu Chánh đã làm. Anh lại đóng tuồng, anh lại đóng tích, anh lại lại lôi ra năm ba vài người đồ ra để là, và khi mà nói tới ồ đây là chính trị mà em, no, chính trị không thể mượn đầu heo nấu cháo, chính trị không thể mượn hoa cúng Phật, chính trị không thể giả dối được. Ok. Vì vậy cho nên tôi chỉ nhắn với anh vài lời. Anh đã có một nạn nhân, đó là Vương Văn Thả. Một anh em ở trong nước đã tin tưởng anh, đã nghe lời anh, mà để rồi bây giờ cả gia đình phải tan nát. Và bây giờ tôi hỏi anh rằng còn bao nhiêu người sẽ tan nát, sẽ vào tù vì cái giả dối của anh, vì cái xạo của tổ chức của anh ở đây, anh Đào Minh Quân? Hả? Hãy làm thật đi, dẹp mẹ nó cái chính phủ mà lưu vong lưu veo gì đấy,
Mỹ nó không có chấp nhận nó đâu, và anh không đủ khả năng để vận động 6 thành viên của Liên Hợp Quốc để approve cho anh đâu, để hỗ trợ cho anh đâu. Tôi biết chắc chắn là như vậy. Vậy thì mình làm cái con đường cách mạng từ ở trong nước làm ra. Tôi sẽ support anh, tôi sẽ ủng hộ anh. Còn nếu mà anh đóng tuồng, mà anh đóng tích, mà anh diễn cải lương giống như là trong những cái audio trên YouTube vừa qua đó, tôi sẽ là thằng vạch mặt anh, tôi sẽ là thằng cứ tiếp tục là kể như tôi đọc anh. Đơn giản vậy thôi. Những người khác họ không biết, tôi biết anh, tôi rành anh. Thấy không? Đó. Cho nên Huy Đức muốn nói với anh Đào Minh Quân, stop, stop đi bro. Đừng lên làm như vậy, đừng đưa anh em mình vào tù. Nó không đáng. Nó không đáng là bởi vì những cái vỏ bọc bên ngoài của mình làm cho vẻ ta đây như thế này thế khác, mà không có thực tâm, không có thực lực. Cái câu đúng hơn là không, anh thì có thực tâm nhưng mà anh không có thực lực. Và khi mà anh không có thực lực như vậy đó, anh càng vẽ vời ra bao nhiêu, anh càng làm cho nó giống như là nó thiệt bấy nhiêu, thì càng đưa anh em mình vào tù bấy nhiêu. Ok. Đó là cái lời nhắn gửi tôi muốn nói chuyện với anh Đào Minh Quân. Rồi. Bây giờ đó, tôi muốn thưa với anh chị em ở trong nước, những người bạn trẻ ở trong nước. Có thể khi mà bạn nghe tôi nói, các bạn nghe tôi nói, các bạn rất là bị sốc. Trời ơi, hồi giờ đó là tôi ủng hộ anh Đào Minh Quân, tôi ủng hộ chính phủ, bây giờ nghe là chắc ông này là phá Đào Minh Quân hay là gì đó, là ông này như thế này thế khác. Không, thưa các bạn, anh Đào Minh Quân với tôi giống như hai anh em. Chúng tôi đã gặp nhau ngoài đời. Anh Đào Minh Quân đến Florida, Orlando gặp tôi một tuần ở bên đó. Anh em tôi ăn ở trong một nhà. Anh Đào Minh Quân là người mà recruit tôi, tức là người mà recruit tiếng Việt là cái quái gì ta? Kêu gọi hả? Kêu gọi phải không? Kêu gọi tôi là về hoạt động cho anh Đào Minh Quân. Tôi trả lời no. Bởi vì tôi không thấy cái thực lực của anh Đào Minh Quân, tôi không thấy được cái mà anh Đào Minh Quân có thể làm được. Và nếu mà tôi về hoạt động cho Đào Minh Quân thì cũng giống như tôi làm và hoạt động cho Nguyễn Trách. Nó không khác gì cả. Và chẳng giải quyết được cái gì cả, chẳng làm được cái gì cả. Rồi cuối cùng kể như là mất đi cái thời gian, cái cuộc đời của mình mười mấy năm, hai mươi mấy năm mà mình không làm gì được cả. Thà là để tôi hoạt động cá nhân của tôi hoạt động với biệt đoàn Sao Trắng của tôi, với anh em ở trong nước. Tôi cố gắng tôi làm được những gì tôi làm. Tôi kêu gọi, tôi vận động, tôi chia sẻ, tôi kêu gọi những anh chị em ở trong nước. Tôi sẵn sàng support cho anh chị em trong nước. In truyền đơn, rải truyền đơn. Hoặc là tạo những cái điều kiện. Năm 2002, 2003, 2005 tôi gửi tiền về cho anh em trong nước để mua computer, để in truyền đơn, để đi rải truyền đơn, kêu gọi đồng bào hãy đứng lên. Tôi làm được với những cái khả năng của tôi là. Nhưng mà tôi không có nói cho anh chị em, tôi không có bao giờ nói cho em là tôi được Mỹ hỗ trợ. Chẳng có Mỹ nào hỗ trợ cho tôi cả. Anh chị em nhớ cái điều đó. Và Mỹ đã ban giao với Cộng sản Việt Nam, hai nước đã ký cái cam kết với nhau là không đánh phá nhau, không dung chứa những cái tổ chức ở trên lãnh thổ lãnh hải của mình để đánh nước khác, kể cả thành Cộng sản Việt Nam và kể cả Mỹ. Ok. Trong cái ban giao bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, để Mỹ cho Việt Nam vào cái WTO, họ đã cam kết rất là rõ ràng. Và bên phía Việt Cộng sản Việt Nam cũng cam kết với Mỹ như vậy. Tức là Việt Nam sẽ không có tổ chức, sẽ không có dung chứa bất cứ một người nào chống lại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng giống như vậy. Vì vậy cho nên không thể nào mà có cái Hoa Kỳ hỗ trợ cho những tổ chức đấu tranh lật đổ Cộng sản cả. Muốn mở cái khóa đó ra, tức là muốn bẻ cái khóa đó, thì chúng ta phải vận động lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ để đưa Cộng sản Việt Nam vào lại cái CPC, đưa vào Cộng sản Việt Nam vào một cái nước
không có tự do tôn giáo, không có tự do nhân quyền, và chúng ta vận động cho chính phủ Hoa Kỳ trói Cộng sản Việt Nam bằng những cái dự luật, bằng những cái luật, ví dụ như cái dự luật nhân quyền HR 2833, mà trong đó có điều khoản nếu Cộng sản Việt Nam không thực thi về vấn đề tự do tôn giáo và tự do nhân quyền thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ cắt đi cái khoản viện trợ 3 tỷ Mỹ Kim năm 2005 nha anh chị em. Năm 2005 chứ không tới bây giờ đâu. Là hồi đó cái khoản viện trợ cho Hoa Kỳ, cho Cộng sản Việt Nam rất là lớn. Và trong cái khoản mà điều, cái khoản mà viện trợ không nhân đạo đó, tức là viện trợ cho quân đội, viện trợ cho công an, viện trợ cho những cái gì mà nó thuộc về không nhân đạo, ví dụ như là không nhân đạo là thuộc về chính quyền, về nhà cầm quyền, còn nhân đạo là về người dân, ví dụ như là bệnh AIDS, bệnh lao, nhà thương, y tá, chữa cháy, đồ những cái đó gọi là có nhân đạo, và một cái là không nhân đạo. Mà không nhân đạo đó thì trong cái dự luật đó đưa ra cái điều khoản là nếu Cộng sản Việt Nam không thực thi cái dự luật nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do nhân quyền cho Việt Nam thì chính phủ Hoa Kỳ cắt đi cái viện trợ không nhân đạo là 3 tỷ Mỹ Kim. Ok, năm 2005 đó, 2004, 2005 trong cái tài khoá đó đó, thì anh chị em nghĩ đi, cho tới bây giờ là Hoa Kỳ viện trợ cho Cộng sản Việt Nam bao nhiêu? Hả? Và làm sao để mà ở ngoài này đó, nếu như anh chị em nào ở ngoài này đó mà làm được những cái điều mà đi vận động lobby lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ để họ trói việc Cộng sản Việt Nam bằng những cái dự luật, bằng những cái luật là không viện trợ cho Cộng sản Việt Nam, hoặc là những cái dự luật giống như vừa rồi Canada là khống chế tịch biên tài sản của những tên chóp biêu Cộng sản Việt Nam đang định cư, con cháu định cư tại nước ngoài. Chúng ta đánh họ trên cái mặt là ngoại giao, chúng ta đánh họ trên cái mặt lobby. Anh em ở ngoài này có thể làm điều đó, nhưng mà anh em ở trong nước đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, chúng ta phải tự lực cánh sinh. Đừng có mong chờ vào Mỹ. Không có cái thằng Mỹ nào mà lái chiếc hạm đội tới để mà lấy Trường Sa và Hoàng Sa lại cho người dân Việt Nam mình đâu. No. Không có một cái chính phủ Mỹ nào, không có một cái ông tổng thống nào mà đi đánh tàu giùm cho quý vị đâu. Đừng có bao giờ trông chờ như vậy, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Không có. Khi mà tôi nói chuyện với một người anh của tôi ở trong nước, anh nói trời ơi Huy Đức ơi, mình không làm gì được đâu em, bây giờ chỉ có Mỹ đó. Anh mới nghe được là Mỹ họ mới đem một cái chiến hạm tới để mà vô Hoàng Sa, Trường Sa để lấy lại cho mình. Tôi nói trời ơi anh ơi anh, em ở ngoài này và em làm việc cho họ, không có Mỹ nào mà đem chiến hạm. Và thưa quý vị, thưa quý anh chị em, trong một cái bài báo mà của tụi quân đội gì đó, của tụi Cộng sản đó, nó viết lên trong cái chiến hạm là USS Missouri đang tuần hành ở cái ngoài bờ khơi của Hoàng Sa, Trường Sa. Người Việt ở trong nước chúng ta không biết cái tờ, cái chiếc mà USS Missouri đó là cái chiếc của thời đệ nhị thế chiến. Và cái chiếc đó đã nằm ụ từ lâu rồi, tức là bây giờ nó trở thành một cái viện bảo tàng nổi trên nước. Chiếc USS Missouri không có hoạt động nữa. Nhưng mà bây giờ Cộng sản Việt Nam nó lại viết rằng cái chiếc USS Missouri đó là đang ở Biển Đông. Tôi nghe anh tôi nói tôi hết hồn. Tại sao Cộng sản Việt Nam làm như vậy? Tức là Cộng sản Việt Nam nó muốn ru ngủ người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam ơi, đừng có lo gì hết. Có Mỹ lo. Mỹ sẽ lo cho quý vị. Quý vị đừng chống biểu tình, đừng có đứng lên, đừng có gì này nọ hết. Chúng tôi đang liên lạc với Mỹ, Cộng sản Việt Nam, nó muốn cho người dân Việt Nam thấy như vậy. Và chúng ta ở trong nước chúng ta cứ thờ ơ đi, lạnh cảm đi. Hả? Chúng ta nghĩ có Mỹ lo cho mình. Nope. Không có Mỹ nào lo cho quý vị cả. Chẳng có một Donald Trump nào lật đổ Cộng sản cho quý vị cả. Tôi khẳng định mạnh mẽ như vậy. 4 năm hoặc là ông ta có thể làm việc 8 năm và trong đó quý vị cứ coi đi. Ông ta không bao giờ mà lật đổ Cộng sản giùm cho quý vị đâu. Nhưng mà nếu quý vị cho ông ta cái cớ thì ông ta có thể nhảy vào. Ok, anh em ở trong nước cho Tổng thống Donald Trump một cái cớ
thì họ mới nhảy vào được. Còn nếu mà cứ chờ là ô Donald Trump sẽ lật đổ cộng sản, no, cái ban giao của họ, cái luật quốc tế, họ không thể nào tự động nhảy vào được. Thấy không? Nếu chúng ta không có xuống đường biểu tình, chúng ta không có đấu tranh, chúng ta không có đổ máu, và chúng ta chỉ ngồi đó sáng 9 giờ ra ngoài quán làm ly cà phê, ngồi enjoy cho tới 11, 12 giờ, chiều 3 giờ về gài xong nhậu. Ở nè mày, yeah, mẹ không say không về. Ok. Thì ai sẽ là người lo cho các bạn? Khi mà một cái thế hệ mà tuổi trẻ mà bây giờ đó đem vô thử máu, trong máu lúc nào đó, rượu cũng nhiều hơn máu. Trong người 4 lít 7 máu thì hết là 3 lít 6 rượu với bia rồi. Vậy bây giờ làm sao đánh nhau? Và đó là điều cộng sản nó muốn. Đó là điều Việt Cộng nó muốn. Uống đi, uống đi. Uống xong chưa đủ, chích luôn, hút luôn, đập đá luôn. Ngu ngu khờ khờ. Có vậy tụi nó mới trị được. Có vậy tụi nó mới trị được. Đó. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, chuyện rất là bình thường. Đâu có gì đâu. Bây giờ hỏi cho một con người được 4 lít 7 máu và hết 3 lít 6 rượu ở trong đó rồi, làm sao đi thì chân này là đá chân kia, lái chiếc xe đạp ngã lên ngã xuống. Còn lái chiếc xe Honda đó thì đang chạy tự nhiên thấy cái chiếc xe tải đi ngược lại bùng bùng ủi vô tông chơi ngã cái rầm, cuối cùng này sao? Này say rượu. Nó thấy chiếc xe hơi mà nó tưởng đâu là bồ nó, thành ra nó ủi vô nó hung. How? Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, cái nỗi đau là như vậy. Và khi mà nói tới đó thì họ bảo rằng ôi trời ơi, hơi sức nào lo anh Quý Đức, hơi sức nào mà anh lo, trời Mỹ thì nó lo, trời ơi, tôi nói Mỹ đây nè quý vị, Mỹ đây nè, trời ơi, tôi đã từng nói chuyện với ông Mel Martini, một thượng nghị sĩ của Mỹ mà là người Florida, ông ta vượt biên từ bên Florida, mấy anh em ông ta đi bằng những cái bánh xe hơi đến Mỹ. Ông ta nói làm sao giúp Việt Nam khi tụi bay còn gửi tiền về ầm ầm ào ào bên Việt Nam. Tụi bay có biết rằng mỗi năm như vậy tụi bay gửi tiền về bên Việt Nam bao nhiêu tỷ Mỹ Kim không? Thấy không? Làm sao giúp được khi tụi bay không nổi lên, làm sao tao nhảy vô được? Nếu mà tụi bay nổi lên á, tụi bay có những cái cuộc biểu tình rầm rộ như thế này thế kia rồi tụi cộng sản nó giết một hai người đó, thì tụi tao sẽ làm ra những cái luật để vận động quốc hội nhảy vào, trói buộc nó vào, kể như là chế tài nó liền, đánh tụi nó bằng kinh tế liền. Nhưng mà bây giờ tụi bay không làm, làm sao giờ, làm sao hả? Dân Oan đi biểu tình, cộng sản trả lời với quốc tế là tự vì chúng tôi lấy đất của họ theo điều khoản mấy luật của nhà nước, có trả tiền cho họ nhưng mà họ đòi cao hơn giá thị trường. Bây giờ họ biểu tình chuyện của họ, quốc tế chẳng nhảy vào được. Tụi cộng sản nó láo xược như vậy, chẳng có quốc tế nào nhảy vào được. Bởi vậy cho nên tôi mới nói sao, chúng ta phải có một cái cuộc mà tiếng Mỹ nó gọi là revolution, revolution, một cái cuộc cách mạng. Ok, chúng ta phải có một cái cuộc cách mạng mà để cho thế giới họ nhảy vào, cách mạng hoa lai, à, rồi là cách mạng dù vàng ở bên Hồng Kông. Có những cái cuộc revolution như vậy, có những cái cuộc cách mạng như vậy thì quốc tế mới nhảy vào được. Còn nếu chúng ta chỉ là ngồi buổi sáng uống cà phê, à, cà phê đâu phải cà phê sạch nữa, mà cà phê nó pha bằng pin con ó không, uống nhiều vô đi anh em cứ uống nhiều vô đi, bổ lắm á, uống đi, uống rồi á là xong rồi á là ồ chết cũng đâu có sao đâu. Ngoài nghĩa địa đâu có cái mộ nào mà để mà uống chết gì bia gì rượu đâu Quý Đức. Mày đi ra nghĩa địa bên Việt Nam mày thấy có. Dạ đúng rồi. Mộ nó đâu có để là anh chết vì cái gì đâu. Đấy không? Nhưng mà bác sĩ nó phê ở trong tờ giấy thằng này chết vì bệnh gan bởi vì uống rượu quá nhiều. Đó thưa quý vị, thưa quý anh. Và chúng ta ỷ lại. Chúng ta ỷ lại. Chúng ta bảo rằng là Mỹ và quốc tế sẽ lo cho chúng ta. Họ không có trách nhiệm đó. Mỹ và quốc tế không có cái trách nhiệm là phải lật đổ cộng sản cho người Việt Nam. Mà lật đổ cho người cộng, mà lật đổ cộng sản của cho đất nước Việt Nam, lật đổ được hay không?
Và người nào lật đổ đó là chính do người dân Việt Nam. Và nhất là cái lực lượng tuổi trẻ, lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh. Các bạn là những người lãnh đạo quốc gia sau này. Chứ không phải là lật đổ cộng sản cho mấy cái ông là ở hải ngoại này về đâu. Mấy ông hải ngoại, mấy ông về. Như tôi bây giờ nếu mà ở Việt Nam đó mà không còn cộng sản nữa đó. Ví dụ ha, lật đổ cộng sản rồi đó. Xin lỗi anh chị em, tôi cũng về, tôi thăm rồi tôi cũng đi ra lại Mỹ thôi. Chứ tôi không ở Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống của mình ở Mỹ nó 30 mấy năm rồi. Nó quen với cái culture, nó quen với cái phong tục tập quán ở bên đây. Nó quen với cái khí hậu rồi. Lạnh lạnh mát mát. Người da thịt mát mẻ á. Về Việt Nam mà nó nóng kiểu đó thì thôi chứ cũng không chịu nổi. Và cái thức ăn thức uống mình nó cũng quen rồi anh chị em. Bởi vậy cho nên đó, có nhiều người họ nói rằng đó là lật đổ cộng sản Việt Nam để cho những tụi cộng sản nó tuyên truyền đó anh chị em. Nó nói rằng tụi bay mà lật đổ cộng sản là tụi hải ngoại nó về lãnh đạo. Dạ không, tôi khẳng định mạnh mẽ chẳng có người hải ngoại nào về Việt Nam mà sống sau khi lật đổ cộng sản. Họ về thăm rồi họ cũng đi ra lại. Tại vì cái khí hậu, từ vì cái thực phẩm, từ vì cái cuộc sống, cái culture. Okay. Mà quý vị lật đổ cộng sản Việt Nam, đó là cho cái tiền đồ tương lai con cháu của mình, cho quý vị. Và cái người lãnh đạo, cái guồng máy hậu cộng sản, chính là các bạn trẻ. Các bạn mấy người là mấy người có tài. Các bạn đã từng sống đau khổ, các bạn đã từng sống nghèo nàn, thì các bạn mới biết cách làm sao để cho đất nước mình, cho dân tộc mình vươn lên. Một con người từ nghèo khổ, một con người từ nghèo đói và làm lên trở thành một cái vị đại gia, một vào giàu có. Đó mới là quan trọng, đó mới là tuyệt vời. Chứ một người sinh ra ngậm cái chìa khóa vàng ở trong miệng, một thằng giàu làm ra giàu chẳng có gì để mà quan trọng cả. Đó, thành ra các bạn mới là người lãnh đạo đất nước, các bạn mới là người lo cho đất nước. Mà nếu mà các bạn không lo, nếu mà các bạn cứ thờ ơ với thời cuộc và các bạn im lặng đó, sau này các bạn câu nói chuyện của các bạn là nị ái ngộ, ngộ ái nị, ngộ tả lì xị, là chung lung chen, là chăng lung chung. Các bạn sẽ nói bằng cái ngôn ngữ tạo. That's all. That's it. Đơn giản vậy thôi. Thấy không? Đâu có gì đâu. Bây giờ đó là tụi nó đã chuẩn bị là cho gì một ông giáo sư là viết sửa lại tiếng Việt để cho phát âm giống giống tiếng Tàu. Rồi từ từ đó là tiếng Việt đó là như thế này thế kia, là rằng mai mốt ra đừng gặp nhau là quả lý sĩ á của cái chẳng chống chống nhá nhỏ là cái thèm đó, nói bù lô bù la giống như cái đám Tàu đi tới đâu cũng ồn ào tới đó. Đi vô cái nhà hàng á, nguyên cả nhà hàng người ta im phăng phắc như vậy, có 4 đứa Tàu vô thôi là cả nhà hàng nó âm âm ào ào lên giống như một bầy bào trâu. Nó nói thì nó nói to mà nó nói giống như là ở nhà bị vợ cấm nói đó. Thành ra trong tương lai, nếu mà các bạn trẻ, các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh mà không lo cho công cuộc, không lo cho đất nước và dân tộc, thì cái ngày mà các bạn mà nói tiếng Tàu đó không xa. Tôi biết được điều đó. Tôi biết được điều đó. Tôi chỉ nói cho các bạn vậy thôi. Rồi. Xong, tôi chỉ có 2 cái lời nhắn, một cái lời đến anh Đào Minh Quân và một cái lời đến với tất cả các bạn trẻ và anh chị em ở trong nước. Bây giờ mình qua cái đề tài thứ hai, cho tôi uống miếng nước rồi mình qua cái đề tài thứ hai. Chắc phải đi mang cái khăn thác lan lại. Oh yeah. Bây giờ qua cái đề tài thứ hai đó, không biết là hồi khá lâu rồi anh chị em đi biểu tình chống cái phái đoàn Phan Văn Khải, thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Phan Văn Khải tức là thủ tướng chữ thề, thủ tướng đồ mẹ đó. Đó, chắc anh chị em được có nghe cái audio của cựu đại tá Đào Văn Nghệ, phải không ạ? Cựu đại tá Cộng sản Việt Nam Đào Văn Nghệ nói về Phan Văn Khải khi mà họ còn là
là năm rừng, tôi gọi là năm rừng với nhau. Lúc đó đó, Cộng sản Việt Nam cho tới bây giờ cũng vậy nữa, Cộng sản Việt Nam chuyên tổ chức những cái phái đoàn đi ra nước ngoài, không phải là ngoại giao mà là xin tiền, nói cho đúng hơn là xin viện trợ, xin tiền. Trời ơi, Dung đâu, đất nước Mỹ chiến tranh nhiều quá, bây giờ đói quá rồi, xin cho ít tiền. Đại khái nó là như vậy. Họ đi vận động quốc tế để nhìn vào đất nước Việt Nam với những cái chiêu bài là đói khổ, là chất độc màu da cam, là cái này là cái kia, để làm gì? Để xin tiền. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh chị em ở trong nước nè, ngồi ở trong diễn đàn ngay bây giờ nè, anh chị em nào được chính phủ Cộng sản Việt Nam cho tiền đô, những cái đồng tiền mà Cộng sản xin về cho anh chị em cho tôi biết đi, có ai được tiền hay không? Hả? Tôi nói cho quý vị biết, tiền viện trợ của Hoa Kỳ không đó, là trên 10 tỷ Mỹ Kim vào năm 2005 kìa, chứ tới bây giờ đâu. Và anh chị em có được đô la nào không? Anh chị em có được đồng nào không? Nên, không có. Những cái tiền đó đi đâu? Những cái tiền đó là những cái building, những cái biệt phủ mà mấy thằng đảng đâu nó xây cả, chứ đi đâu? Trời ơi, nó chia ra, nó nhau ăn hết rồi. Đúng ra cái tiền đó là tiền của quý vị đó. Cái tiền mà tụi nó đi xin về đó là tiền mà người ta cho, đó là cho dân Việt Nam. Ok? Người ta cho dân Việt Nam chứ không phải là người ta cho đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà đảng Cộng sản Việt Nam nói tao đi xin về, tao có quyền tao lấy, không cho tụi bay. Tụi bay làm gì tao? Lạng quạng tao cho tụi bay tự tử hết. Thấy không? Lạng quạng cho tụi bay tự tử. Tại sao? Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Vì vậy cho nên những cái phái đoàn của Cộng sản Việt Nam đó, qua bên này đó, đều bị biểu tình. Nói tới biểu tình ở bên Mỹ này đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Cộng sản Việt Nam họ hay là nhục mạ vu khống, là đi biểu tình như vậy đó là xin được ăn được ổ bánh mì và một chai nước ngọt. Ok, tôi chia sẻ cái đoạn này trước và tôi kể cái câu chuyện mà tôi đánh tụi phái đoàn Cộng sản Việt Nam như thế nào, đánh tụi phái đoàn Văn Văn Khải tới tại Hoa Kỳ như vậy như thế nào. Thứ nhất, khi mà đi biểu tình như vậy tôi phải mua một cái vé máy bay. Cái vé máy bay từ thành phố Missouri đi tới Washington DC là gần 500 đô la. Gần 500 đô la. Mà nếu mà lái xe đó, mướn cái xe, tự mình không lái xe nhà nó mau hư xe mình, thành ra mình mướn xe mình đi nó lợi hơn. Cũng là 600-700 đồng bạc. Rồi tiền ăn dọc đường, tiền ngủ hotel, lên đó biểu tình xong phải nghỉ lại một ngày này mai mới về, chứ biểu tình xong về liền đâu kịp đâu. Trừ một lần duy nhất tôi biểu tình trong cái phái đoàn Văn Khải, tôi bay từ San Luis qua bên Tamaco, Seattle, Tamaco đó, để mà biểu tình hắn, mà khi mà hắn vô trong cái hãng Boeing đó, là biểu tình xong là tôi ra máy bay, kêu taxi chở tôi ra lại máy bay, là tôi về lại San Luis liền, để lái chiếc xe chở 12 người đi Washington biểu tình. Tức là nó bay, thằng Phan Văn Khải nó bay từ Washington, từ Seattle, Washington tới Washington. Tôi bay từ Seattle về San Luis rồi lái xe van đi lên Washington. Okay. Nếu mà Cộng sản Việt Nam đó, hoặc là những cái kẻ mà mối đằng đi biểu tình được ổ bánh mì đó, thì thưa quý vị, thưa quý anh chị em, cái tiền mà tôi mua vé máy bay, tiền ngủ hotel và tiền ăn dọc đường đó, tôi có thể mua bánh mì. Tôi có thể mua bánh mì ít nhất cho 1 triệu người ăn. Ok. Anh chị em cứ nghĩ như vậy. Một ổ bánh mì ở bên Mỹ này là 3 đô la một ổ bánh mì. 3 đô. Ổ bánh mì thịt từ ngon lành 3 đô. Bây giờ hình như là 5 đô rồi. 5 đô rồi. Mà hồi đó khoảng chừng 3 đô thôi. Mà bánh mì Việt Nam thì bao nhiêu? Mấy mươi sen. Tính ra mấy mươi sen tiền Mỹ. Mà mỗi lần đi biểu tình như vậy tôi bỏ cả 1.000 đô la ra để đi biểu tình. Bởi vậy cái luận điệu của những cái bọn mà dư luận viên đó, những cái bọn mà Cộng sản vu khống rằng nói rằng là đi biểu tình đó là kiếm được ổ bánh mì với là một chai nước ngọt. Mình không biết là mấy người này nó ăn cái giống gì. Mình không biết cái tụi này nó có học không ta.
Nó có biết làm toán không vậy? Người ta bỏ ra cả ngàn đô la để đi kiếm một ổ bánh mì với một chai nước ngọt hả tụi ngu? Ha? Tụi bay có ngu cũng ngu vừa vừa chứ, tụi bay cũng phải biết làm toán chứ. Thấy không? Nhưng mà đi biểu tình đây là cái tinh thần. Và anh chị em biết đi biểu tình nó đi một lần đầu mình hơi sợ nha, đi riết nó ghiền lắm anh chị. Mà nghe nói là cộng sản qua là mình thích đi biểu tình à. Ha? Nghe nói cộng sản qua có phái đoàn của gì cộng qua là đang làm cái gì hay là cái gì cũng là xin vacation. Nghỉ đi. Mẹ cộng sản qua mà không có thần sấm sét đi thì làm sao được. Mà lúc đó mình còn có cái đài radio, mình còn có là truyền thông về, mình làm live về đài radio và live cho Bao Thoát nữa, ở bên Bao Thoát á. Thành ra mẹ một cái người mà ghiền đi biểu tình giống như vậy, ghiền đi biểu tình chống cộng giống như vậy mà bảo rằng là đi vì một ổ bánh mì với một chai nước ngọt, tầm bay tầm bạ không à, đó. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, rồi rồi xong đó là khi mà nghe tin được cái phái đoàn Phan Văn Khải, lúc đó là thủ tướng cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải đến Hoa Kỳ. Đầu tiên là cái phái đoàn của hắn tới cái hãng máy bay Boeing ở Tacoma, Seattle. Tôi book cái vé máy bay liền. Mà anh chị em biết vé máy bay bên Mỹ này đó, mua liền đó, nó mắc lắm. Nó mắc gấp 3 lần. Mà anh chị em phải mua trước 4 tuần. At least là 2 tuần hoặc là 1 tháng thì nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn. Còn mình mua liền đó, thưa quý vị, thưa anh chị em, thì nó rất là mắc. Nhưng mà tôi vẫn mua. Tôi vẫn mua vé máy bay. Tôi bay qua bên này tới phi trường. Tới phi trường xong xuôi đâu đó tôi kêu taxi, mày chở tao ra cái chỗ này, chở ra chỗ đó xong. Mình không biết ai, anh em nào ở bên Seattle, nhưng mà đồng bào biểu tình rất là đông. Rồi mình đi biểu tình, và trong cái cuộc biểu tình đó, cái phái đoàn Phan Văn Khải đó, nó phạm một cái lỗi rất là lớn. Tức là trong cái buổi thuyết trình của nó, thì một cái vị mục sư, tôi quên cái ông mục sư này là ông gì đó, không biết anh chị em còn nhớ ông mục sư... Tự nhiên nói mục sư này quên tên. Hình như mình không có thiện cảm với không nói cái đó. Mình quên cái ông mục sư này. Ông trong một số người được vào trong hội trường để mà nghe Phan Văn Khải nói chuyện, thì ông mục sư này đó, ông mới đứng lên ông phát biểu. Ông đứng lên ông phát biểu, ông hỏi về cái vấn đề ở Việt Nam. Thì Phan Văn Khải bị đặt câu hỏi thì hắn mới nói là tống cổ thằng này ra khỏi hội trường, giống như kiểu mà bên Việt Nam đó anh chị em. Mắc dạy mày cũng vừa vừa chứ, mày ở bên đất nước tự do mà người ta vô, người ta là truyền thông báo chí, người ta đặt câu hỏi mày bảo rằng tống cổ ra khỏi hội trường. Trời ơi anh chị em biết là báo chí họ dồn vô, họ thâu cái câu nói đó đưa lên tivi đồ này nọ, nó là một thủ tướng của đất nước mà chửi thề đuổi người ta ra khỏi hội trường. Rồi bắt đầu biểu tình ở ngoài này râm râm trong bao đó là đã đảo Phan Văn Khải. Go home không? Phan Văn Khải down, communist down, ta nói là mình biểu tình đã đời luôn. Trời ơi xong xuôi biểu tình trong đó, quay qua quay lại biểu tình xong thì nghe nói là nó đi về khách sạn nào đó để mà nó chuẩn bị nó đi Washington DC. Thì mình mới bắt máy bay, mình mới bắt là taxi. Mình ra lại phi trường chờ 2 tiếng đồng hồ ở ngoài phi trường rồi bay về lại St. Louis, Missouri. Bay về lại St. Louis, Missouri đó mình không về nhà. Mình ghé xuống lấy chiếc xe van, tại vì mình trong cái đoạn đường đi là mình đã sắp đặt hết rồi. Mình đã sắp xếp là đi từ khúc nào mình sắp xếp hết rồi. Rồi là mình mướn chiếc xe van ở ngoài phi trường, lái chiếc xe van chạy về cộng đồng. Ở cộng đồng 12 người. Chủ tịch cộng đồng đại quý Trần Thức, ông Nguyễn Thanh Trà, ông Võ Văn Thọ, ông Lê Văn Anh, Đỗ Văn Bằng, nhiều chú bác ở cộng đồng chờ sẵn. Ông mới sợ, mới nói trời ơi quý đức ơi, tao tưởng mày không có về chở tụi tao đi biểu tình. Nói không, còn hứa với mấy chú đi là đi. Rồi bắt đầu cái lái xe ra đó, kể như là rời khỏi San Luis đó, thưa quý vị thưa quý anh chị em, là khoảng chừng 3 giờ chiều. Tôi về tới San Luis là 3 giờ chiều. Lấy xe van rồi xong về bắt đầu 5 giờ là đề ba ra khỏi San Luis. Và đi lên như vậy. Thì lái chưa được 3 tiếng đồng hồ, lái chưa được 3-4 tiếng đồng hồ, chưa tới qua là Illinois, chưa tới qua bên cái miệng biên giới nữa là trên xe ngủ hết. Mấy ông cứ
ngủ, trời ơi ngái giống như cưa gỗ đó, mà mình đã mệt hai ngày nay rồi, mình mệt hai ngày nay, mình cầm tay lái, mình lái xe mà mình nghe tiếng ngái mình muốn ngủ theo. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, không biết là bây giờ phải làm sao để cho mấy ông thức để mà mình còn lái xe chứ, mới kịp tới sáng mai là ở Washington DC biểu tình, mình phải lên tới đó lái suốt đêm, sáng ngày hôm sau phải lên đó. Đó thì tôi mới nói là bây giờ chú Bằng, bây giờ nếu mà bác được làm tổng thống Việt Nam thì đối với cộng sản bác phải làm như thế nào đó, mình hỏi như vậy. Cái ông Bác Bằng ông nói chứ tao cho tụi nó vô trại cải tạo hết, hồi đó nó cho tao cải tạo làm sao bây giờ tao cho như cải tạo vậy. À, ông nói trước. Thì khi mà nghe ông nói vậy, bắt đầu mấy ông phía sau thức dậy. Tự do ông Bằng ngồi bên passenger, bên kế bên tôi ngồi bên lái xe. Thì ông Hoàng Hoa đó là đại quý chiến tranh chính trị đó, ông mới nói chứ ông sao dễ quá vậy, trời ơi, nó cho ông cải tạo, bây giờ ông cho nó lại cải tạo bình thường. Đó là tôi thì tôi không cho như vậy, tôi là bắt tụi nó mỗi đứa phải ký một cái tờ giấy hiến thân để mà đồng bào dân Việt Nam đó, tự vì nó ăn xương máu của người dân Việt Nam. À, bây giờ đồng bào Việt Nam mà ai cần thay thận hay là ai cần cái gì đó là bắt một thằng Việt Cộng ra mổ lấy cái đó thay cho đồng bào Việt Nam. Mày ông này công nhận đó là dữ dằn thế. Trời ơi, nghe ông hết hồn biết không? Rồi đó là ông bé nói không, tao cho tụi nó vượt biên hết. Nhưng mình hỏi chú bé còn chú sao? Ông nói chứ, tao không làm như mấy ông này đâu mày. Tao cho tụi nó mỗi đứa mỗi cái thúng chai. Mỗi cái thúng như vậy cho ra ngoài đại dương đó, là cho ngoài đó cho cá mập ăn tụi nó này. Trời ơi, tao nói là bắt đầu 12 ông trên chiếc xe cãi lộn với nhau anh chị em. Tao nói là cãi nhau y đúng y xe luôn, cãi răng răng trên xe. Ông thì làm cái này, ông thì làm cái kia. Và lúc đó tôi tỉnh. Lúc đó tôi hết buồn ngủ anh chị em, hấp dẫn mà. Gần 6 tiếng đồng hồ. Gần 6 tiếng đồng hồ mấy ổng cãi nhau, ông thì làm cái này, ông thì làm cái kia. Xong cuối cùng không ổng nào chịu nhường ổng nào cả, ổng nào cũng cho mình là đúng, không chịu nhường ổng nào cả. Và cuối cùng thì những vị đó mới hỏi tôi là Huy Đức còn mày thì sao? Cái tôi mới nói rằng là tôi không làm gì được cả. Nếu mà tôi được làm tổng thống thì tôi không làm được gì cả, tại vì bên quốc hội không biết họ có cho tôi làm hay không. Đó. Bây giờ mình là người đấu tranh dân chủ, mình là người đi đấu tranh cho một cái thể chế dân chủ, cho một cái quyền, cho một cái thể chế tam quyền phân lập. Và bất cứ một cái việc làm gì của bên chính phủ á, là đều theo cái luật pháp. Mà cái luật pháp đó là lưỡng viện quốc hội họ làm luật. Mà nếu mà lưỡng viện quốc hội họ làm luật đó, thì tôi có là tổng thống tôi cũng phải bắt buộc theo họ, chứ tôi không làm được. Trời ơi, khi mà mình trả lời với anh chị em biết không, trời ơi, mấy ông chửi mình quá trời luôn. Mấy ông nói tụi mày gài tao hả mày? Mày gài tụi tao hả? Mày gài này nó không thiệt chứ không có gài hết. Và thưa quý vị, thưa quý anh chị em, nhờ như vậy mà tôi 6 tiếng trên đoạn đường lái xe từ St. Louis, Missouri tới Washington DC mà tôi thức tôi lái như vậy. Và tới Washington DC là gần 8 giờ sáng. 8 giờ sáng. Đi suốt đêm anh chị em. 24 tiếng đồng hồ lái xe. Và khi tới Washington DC, tới cái công viên Lafayette, tức là cái công viên trước tòa Nhà Trắng, cái công viên là dạ vâng, nó cái cổ vẫn còn hơi đau, cổ mình vẫn còn hơi rát, mình mới bị cảm cúm anh chị, năm nào cũng vậy hết, tại vì ở đây hoa đào nó nở đó, là mình bị cái phấn hoa. Mình bị allergy, mình bị dị ứng với cái phấn hoa đào, cho nên mình bị dị ứng, mà bác sĩ cũng làm gì được đâu, chỉ cho thuốc rồi này nọ thôi. Cổ nó cũng hơi khang chút, nhưng mà it's ok. Muốn kể chuyện cho anh chị em nghe. Rồi là xong về tới đó thì bắt đầu 9 giờ 10 giờ. 9 giờ 10 giờ bắt đầu người ta tập trung tới rất là đông. Trong khi mà về đó thì tôi gặp những anh em ở trên Powthorpe. Tôi gặp một số anh chị em bạn trẻ và kêu lại nói chuyện với nhau liền. Và tôi cho họ biết cái đoạn đường, tại vì tôi có người ở trong đưa ra là Phan Văn Khải nó sẽ tới đây như thế nào, cái lộ trình nó như thế nào. Họp anh em lại với nhau rằng là khi mà cái phái đoàn Phan Văn Khải đó, cái chiếc limousine của nó đó, cái chiếc
cái chiếc xe limo của nó mà tới đó là anh em mình phải ra đón chào. Cái chữ đón chào xin được bỏ trong ngoặc nha, đón chào bỏ trong ngoặc. Vài đứa chặn phía trước xe và mười mấy đứa bên này là vui quá ủng hộ cho thủ tướng và lật xe chơi và không phạm pháp. Lâm quá, ở Mỹ này nó rất là kỳ. Ở Mỹ này một người đánh một người thì vô tù, hai người đánh một người vô tù, mà 100 người đánh một người thì không vô tù. Nó lại chỗ đó, bởi vì đông quá không biết nào lần nào cả. Đó, bởi vì tôi nói cái revolution, cái cuộc cách mạng nó hay là hay ở chỗ đó. Anh phải có tập thể, anh phải có số đông. Thấy không? Một mình tôi tấn công chiếc limo đó là tôi ngồi tù một xương. Nhưng mà một đám 30-40 người, 40-50 thằng tấn công thì chẳng có biết nào lần nào cả. Và anh em bàn nhau là nó đi cổng trước, nó vô ngay cái cổng này, anh em mình đứng đây như thế này, xong xuôi đâu đó hết rồi, ok, ok chưa? Ok, chơi luôn phải không? Chơi, rồi. Còn ăn hết nhịn nha, về bà ngoại xin ăn không? Lúc này chơi là chơi luôn đó, rồi. Bắt đầu vô lễ chào cờ, khoảng chừng 10 giờ sáng, 9 giờ sáng, 9 rưỡi, 9 giờ 45 gì đó, đúng ra thủ tục là 9 giờ 30 là lễ chào cờ, nhưng mà kéo dài gần 9 giờ 45 vô chào cờ. Thì anh chị em biết là lúc đó là tôi có làm đài radio. Rồi đó là tôi hai tay một cái phone là nói chuyện về đài. Hello, đây là Huy Đức, phóng viên từ chiến trường từ Washington DC, đang tường thuật về cái phái đoàn Cộng sản Việt Nam. Văn Văn Khải đã đến tại Washington DC trong trước công viên Lafayette. Lúc này chúng tôi thấy rất là đông người, đồng bào đang tụ tập để mà làm lễ chào quốc kỳ hả? Mình tường trình rất là ngon lành. Còn bên cái phone bên đây là về Pau Thoát. Anh em ở bên Pau Thoát đó, Pau Thoát nó cũng có một cái diễn đàn, mình nói anh em Pau Thoát à, Huy Đức đây, Huy Đức đang là ở này nọ, từ hai cái bên hai cái phone đeo cái giỏ sách nữa. Nhưng mà khi mà tường trình như vậy đó thì mình không thể tới gần cái chỗ mà đồng bào, tại vì mấy cái loa nó to quá thì mình phải ra đứng xa xa. Và đứng xa xa như vậy đó thì, và anh em đứng chờ, và ngay chỗ đứng xa đó là cái đường của tụi nó vô, cái đường của tụi cộng sản nó vô, anh chị em biết không, cái đường, cái xe của tụi nó vô ngay theo cái bản đồ. Tự nhiên cái mình nghe một câu mà, xin lỗi anh chị em, mình tường thuật là theo nguyên văn nha, mình kể lại câu chuyện theo nguyên văn nha. Mình đang đứng như vậy thì cái mình nghe cái giọng Bắc, anh chị em, mình nghe cái giọng Bắc nó nói như thế này: địt mẹ chúng mày, địt mẹ chúng mày, giờ này còn biểu tình không lo về nhà đi làm ăn, giờ này còn biểu tình là chống là tổ quốc, địt mẹ chúng mày. Tự nhiên mình nghe nó chửi, anh chị em, mình cứ nghĩ là những mình trong đầu mình cứ nghĩ là những cái người mà người ta đi biểu tình, người ta cặp chơi, chứ mình không nghĩ là Việt Cộng. Mà anh chị em biết nó đứng sau tôi bao nhiêu xa? Chưa tới 5 bước chân, mà tôi không biết, mình không biết, mình cứ lo là mình tường trình thôi, mình không biết. Mà nó chửi dữ lắm anh chị em, nó chửi đi mẹ chúng mày, đi bố chúng mày, trời địch tơi tả luôn, trời nó địch phải nói là giả mang luôn á. À, địch là chúng mày, là giờ này còn biểu tình này nọ. Thì tự nhiên mình quay qua lại sau, mình nghe tiếng mình quay lại sau thì có hai cái bà, có hai người phụ nữ, bà la lên cho, bà nói là Việt Cộng nè, mấy thằng này là Việt Cộng, mấy này là Việt Cộng. Cái mình nghe nó là Việt Cộng, anh em, mình nói lúc đó là nó địch là mình đủ à, đủ má mày là Việt Cộng hả mày. À, khi mà nó mà địch như vậy đó là mình nổi, mình nghe mình mới chơi lại liền. Mình mới rượt tới, anh chị em, mình rượt tới. Thì đầu tiên là hai tay hai cái phone mình quên đi. Mình quên lúc đó là mình đang tường trình về đài. À, mình đang tường trình về đài. Trời, mình cầm cái phone lên, anh chị em, mình chọi nó luôn. Tôi cũng nói mày hả mày, Dự Cộng hả mày, mày Dự Cộng mày. Mày chọi mày này, chọi hai cái phone rồi, chọi hai cái phone là chưa đủ, chạy tới. Chạy tới thì có hai thằng nó chạy vô ở trong bờ rào. Hai thằng nó vô bờ rào. Còn một thằng nó lui lại. Và nó lui lại thì mình chạy tới, mình chậm nó một cái. Mình giọng nó, đi mẹ mày, đủ má mày, đi thằng mày, đít mẹ mày, Dự Cộng hả mày, Dự Cộng hả? Xong rồi có cảnh sát nó mới chạy ra. À, cảnh sát nó chạy ra, nó cản lại, nó giang hai tay. Mà cảnh sát nó bự lắm anh chị em, cái thằng cảnh sát nó rất to lắm, cảnh sát Mỹ. Mình cũng là Mỹ, biết không? Mình cũng là Mỹ, nhưng mà mình là Mỹ 50, còn nó là Mỹ 100. Mình cũng to con, mình cũng bự, mình cao là 6'2", 6'1". Một thước 70 mấy. Mà mình đứng mới tới ngực nó, mày nó cái thằng đâu chứ mà nó bự dữ vậy, không biết nó cứ đứng nó giang hai cái tay ra, đứng nó giang hai cái tay ra. Còn cái thằng Việt Cộng đó thì núp sau lưng nó đó, cái thằng Việt Cộng đó, mà thằng Việt Cộng thì nhỏ con,
nó đứng sau lưng cái thằng Mỹ đó, xong mình cố gắng mình đánh nó biết không, mình móc nó móc sau hưng, một tay nắm cái áo cảnh sát còn một tay móc cái thằng Việt Cộng như sau, móc thằng Việt Cộng sau cứ đánh như vậy. Cái thằng Việt Cộng sao, cái thằng Việt Cộng đứng ở sau đó nó nói câu tiếng Anh như thế này, nói you see, you see, he hit me, you see, see cái con nói you see hả, mày see hả mày, you see hả mày, you see. Mà mình đánh hoài mà không trúng nó, mà cái tay của mình, cái tay nó chỉ đụng vô cái người của thằng Mỹ thôi. Tại vì thằng Mỹ nó, thằng cảnh sát Mỹ nó to con quá, nó bự con quá anh chị em biết không, nó to quá, mà không cách nào mình đánh. Còn hai thằng kia, lúc đó đó, đồng bào mà đang chào cờ đó anh chị em, họ thấy ở ngoài này đánh gì cộng đó, họ bắt đầu họ ùa ra. Họ bắt đầu họ ùa ra. Và khi mà họ ùa ra đó, thằng cảnh sát nó thấy đông quá rồi, thì nó mới xô cái thằng Việt Cộng vô bờ rào. Nó nói, get in, get in. Nó đẩy vô, đẩy vô. Khi mà nó đẩy thằng Việt Cộng chú chạy vô, thì hai thằng cảnh sát nữa, hai cảnh sát Mỹ đó, mới nắm hai cái tay của Việt Cộng này lôi vô trong, ở trong bờ rào. Đem nó vô trong đó. Mình thấy rất là lạ. Lúc đó mình mới suy nghĩ, mình thấy rất là lạ là cái con đường của tụi nó tới là cái con đường chính. Ok, bên cái công viên Lafayette để đi vào cái cổng chính của White House, của Nhà Trắng. À, mà tại sao bây giờ lòi tụi Việt Cộng ở trong đây? Thì khi đó ở trong sân đó lố nhố nguyên một cái chiếc xe limousine của nó. Và ở trong đó tụi nó đi đường cửa hậu anh chị. Nó đi đường, nó chui cửa hậu nó vô. Mà mình không biết là nó tới, mình không biết nó tới, tụi nó đi cửa sau mà mình cứ nghĩ là Việt Cộng ngon lành lắm, trời ơi, mình cứ nghĩ là phái đoàn thủ tướng Phan Văn Khải ngon lắm, mình dàn binh bố trận đón ở cổng trước, nó lại đi cổng sau, mẹ lần, bởi vì rút kinh nghiệm lần sau biết không, lần sau đó mình đi biểu tình là mình bày binh bố trận cho anh em cửa sau. Mấy cái trận sau này đánh tụi nó, trời, tụi nó đã lắm. Mày dính cháu à, mày đi cửa sau là dính cháu à, bây giờ có kinh nghiệm rồi ha. Tao biết được cái tẩy của tụi bay, bây giờ là tụi bay đi cửa hậu là tao chặn cửa hậu à, tao chặn cửa hậu tao quất tụi bay à, mình có kinh nghiệm rồi à. Rồi xong đó, khi mà đẩy vô như vậy, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tụi nó được tụi cảnh sát bảo vệ đem vô ở trong warehouse, đem vô trong đó, đem ba cái thằng Việt Cộng nó vô trong đó, chết mẹ rồi. Anh chị em biết cái gì không? Mất hai cái phone. Lúc này đồng bào người ta tràn tới, hai cái phone, một cái làm cho đài radio dục mẹ nó chọi mấy Việt Cộng, rồi một cái làm phao thoát chọi cho Việt Cộng luôn. Bây giờ không còn, trên tay không còn cái phone nào hết, mất hai cái phone rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tự nhiên có một cái đứa bé, khoảng chừng một cái cô bé, cảm ơn cô bé này, nếu mà bây giờ em có lớn rồi đó, mà có nhớ tới hồi đó em trả lại cho anh cái phone, tức là chính là anh, cái người mà em trả cho anh cái phone đó, ông biết. Tôi nghĩ cái cô bé này chắc bây giờ từ đó bây giờ cô bé này chắc cũng lớn rồi, năm đó cổ khoảng chừng 12 13 tuổi, cao cao cỡ này. Cổ mới cầm một cái phone tới, cổ nói: anh hồi nãy anh chọi cái này nè, anh chọi thằng gì cầm cái phone của anh nè, cái phone này của anh. Cái nói: ô, em lượm cho anh. Nó nói: dạ em lượm cho anh. Còn cái nữa em có thấy không? Không có, lượm được có một cái à. À, lượm được có một cái, và cô bé đã trả lại một cái phone cho tôi. Còn tôi bị mất một cái phone. Tôi bị mất một cái phone. À, cho nên nếu mà cái cô bé mà em nhớ lại, em trả cái phone cho một cái người ở Washington DC năm đó, tức là anh Huy Đức, liên lạc với anh nha. Anh muốn, rất muốn liên lạc với em, cảm ơn em một lần nữa. Ok. Rồi. Rồi xong xuôi đâu đó thì cái phone đó mà về đài radio thì bị mất tiêu rồi. À, cái phone về đài radio mất, còn cái phone PowerPoint thì tôi vẫn cứ tường trình ở PowerPoint. Cho tới lúc khoảng chừng 10:30, 11 giờ, lúc 11:30 thì cái cổng của tòa Nhà Trắng, cái cửa đó, cái cửa phía trong đó mở ra, thì thấy người trong đó đi ra. Anh chị em biết ai đi ra? Tổng thống George W. Bush đi ra. Từ cái bờ rào tới đó khoảng chừng 30 thước thôi, 30 thước, và thấy Phan Văn Khải đi ra, đồng bào đi ra, bắt đầu đồng bào ở ngoài này la lên, bắt loa rồi la lên: đã đảo Phan Văn Khỉ, mà kêu nó bằng Phan Văn Khỉ thôi, chứ không kêu Phan Văn Khải, à, kêu nó là Phan Văn Khỉ. Khỉ go home, đào communist, đào. Tao nói là gần 3.000 người, anh chị em cứ nghĩ đi, gần 3.000 người tập trung về,
một cái cuộc biểu tình mà tôi nói là chưa có một cái cuộc biểu tình nào mà tôi đi tham gia mà thích thú, mà hứng thú nó giống như vậy. Gần 3.000 người, trời ơi, người ta bu lên, người ta leo lên cái bờ rào để người ta chửi Phan Văn Khỉ ở trong. Có mấy cái bà trong phái đoàn đó, bà ra, bà sợ quá anh chị em, bà nghe. Bà bịt cái lỗ tai, bà cứ bịt bà la to, và âm thanh mấy cái loa tai đó anh chị em kê vô, bắn âm thanh vô, bắn. Đá đao Phan Văn Khỉ, đá đao. Join up your boots, throw him go home. Ta nói là râm rộ như vậy thì chi mà ra chưa được 5 phút nữa. Chưa được 5 phút nữa là tụi nó sợ quá, tụi nó trốn vô trong luôn. Tụi nó trốn vô trong đó. Ok, nó vô trong quay hào ở trong đó. Rồi anh em ở ngoài này á là tràn vô, và khi mà tràn vô cái bờ rào đó anh chị em. Tràn vô cái bờ rào như vậy đó là tụi cảnh sát nó kêu ra. Rồi khi mà nó kêu ra như vậy, đồng bào đứng bên này thì tự nhiên một chập cũng có 3 thằng nữa, mà nó không biết nó đi cái đường nào hay là nó ở đâu, nó đi ra cửa anh chị em, nó đứng và trên cái ve áo của nó đó, trên cái ve áo của nó đeo cái hình cờ đỏ sao vàng. Nó ngu như vậy đó. Vì nó đeo cái hình cờ đỏ sao vàng mà mình mới biết nó là Việt Cộng, mình mới biết nó là tụi trong phái đoàn. Trời ơi, đồng bào, ta nói là cái trận đó đánh mà người đồng bào đó anh chị em, mà họ đem những cái cán cờ đó, mà nhất là công nhận mấy bà đánh tụi Việt Cộng thấy hấp dẫn mê ly luôn. Trời ơi, mấy bà cầm cái cán cờ, mấy bà đặt mày Việt Cộng, mày tổ mẹ mày Việt Cộng, đặt răm răm như vậy. Lần thứ hai, trận đánh thứ hai trong ngày mà mình đứng ngay bên bờ rào đó mình ra, trời, lúc đó mình ra mình nắm được một thằng anh chị em, cùng hên ông bà thương con cho mình nắm được một thằng. Trời, người ta nói hả, chỏ lặt nè, chỏ cắm nè, mình đánh bum 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 như vậy. Trời ơi, mình đánh nó đã thì thôi luôn á hả. Mấy Việt Cộng mà hâm dọa anh thằng Sấm Sét đó, mấy Việt Cộng mà nói rằng anh coi chừng này nọ đó, nên nghe anh thằng Sấm Sét kể cái này. Ok, tao đánh tụi bay, tao đánh phái đoàn dân Phan Văn Khải đó, đánh đồng dân giống như là, gọi là đánh gì, đánh giống như là đánh mà bao tập hại vậy đó. Ok, xong rồi bắt đầu tụi cảnh sát Mỹ nó tràn tới anh em. Tụi cảnh sát tới nó lôi mấy đó vô, nó lôi mấy, mà mấy nó ngu, đã bị đánh một trận buổi sáng rồi còn đi ra bờ rào làm gì nữa. Tụi bay cứ thích đưa đầu cho tao đánh à, đưa là tao đánh à. À, mấy gì cộng đưa đầu là tao đánh à. Má, trong nước tụi bay đánh tao nhiều rồi. Hả? Ở trong nước tụi bay ăn hiếp anh em lai tao rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ tụi bay ra đây là tao phải đánh lại. Tại vì đây là đất của tao. Hả? Đây là đất nước của ông cha anh em tao. Mà tụi bay ra, tụi bay ai chí ai chó, tụi bay lau cá là tao đập. Vậy thôi, có gì đâu. Biết không? Đó. Cho nên khi đó đó là tụi cảnh sát Mỹ nó tràn tới nó dẹp đồng bào ra. Có một cái con cảnh sát anh chị em, nó nắm cái cổ áo mình à. Tại vì lúc đó mình đang giằng co với là cái thằng Việt Cộng. Con cảnh sát nó nắm cái cổ áo mình, không? Nó đẩy thằng Việt Cộng ra nắm cổ áo mình. Trời ơi, má ơi, má làm ơn, má đi chỗ khác chơi để mà mình đang xử thằng Việt Cộng này, tự nhiên là má cảnh sát nhảy vào, ở đâu nhảy vào làm cái gì? Không, nó nắm cái cổ áo mình á, là rồi xong đó nó đẩy ra, nó nói do not do it, nó nói là mình không có được đánh nó như vậy, do not cái gì, do cái gì mà do, mẹ người ta đang đục nhau, người ta đang đánh lộn với nhau mà do not cái gì. Mình mới dùng cái chiêu cầm nã thủ, ok, mình đưa vô cái tay của nó nè, mình bóp cái tay con cảnh sát, mình bẻ ngược ra, nó buông ra liền. Cầm nã thủ, mình bóp cái tay, mình bẻ ra, do not hurt me, ok, lady, do not hurt me. Lúc đó mình chửi lại nó, mình chỉ vô sát mặt nó, mình nói là mày đừng có đụng tới tao, mày đụng tới tao tao đập mày luôn á, là tao đi tù á, ok, đừng đụng tao, đẩy ra, bẻ cái tay nó ra. Lúc đó mình dần co với con cảnh sát, thằng gì cầm nó chạy mẹ nó vô trong bờ rào, quýnh chưa có đã, nó chạy vô trong bờ rào rồi. Đó, rồi xong nó vô trong cái bờ rào ở trong đó, cuối cùng mình không đánh được nữa, rồi thả con cảnh sát nó ra, nó móc cầm ra cho em, nó làm dữ lắm, là mình lủi qua bên này. Mình lủi qua bên đồng bào bên này, mình lủi vô đó, mình lủi liền chứ không thôi để nó cầm đẻ á. Mà cái mà mình sợ nhất cái lúc mà đang đứng đó là tụi mình không sợ Việt Cộng. Ok,
Việt Cộng mình không sợ, mình đánh lộn với nó mới sợ gì? Cảnh sát không sợ, quýnh lại cảnh sát luôn, cảnh sát cảnh trấn tao đập mày luôn, ok? Tao không có sợ đâu. Nhưng mà anh chị em biết đi biểu tình sợ gì không? Anh chị em đoán thử đi biểu tình sợ cái gì? Tụi cảnh sát Mỹ ở Nhà Trắng đó anh chị em, nó có một cái đoàn ngựa. Cái con ngựa nào, con ngựa đấy mình đứng, mình cao một thước mấy, mình đứng mới tới lưng đó thôi. Cái chân của con ngựa nó bự vậy đó, mà nó huấn luyện sao đó anh chị em, mình không biết nó huấn luyện sao mà có con ngựa nó tới nó đứng một hàng vậy nè, mà cái chân sau của nó cứ dở lên, nó đá cụp cụp xuống đường đó, cái chân móng sắt của nó, mà cái chân nó có lông có đồ là giống như cái cột nhà vậy nè, mà nó cứ giống như là nó cứ nó cầm cái đầu xuống nó khịch mình anh chị em, nó cứ làm như vậy, rồi cái chân nó cứ nhấc nhấc là chuẩn bị nó đá mình, không thằng nào dám vô cả. Cho mày có giỏ hả Quý Đức, mày có giỏ hả, mày vô đi mẹ võ mày đánh với người được chứ mày đánh với ngựa, ngựa nó đá cho mày chích queo luôn á, ok? Thành ra Việt Cộng cũng không sợ, cảnh sát Mỹ cũng không sợ, mà sợ mấy sợ mấy con ngựa à, dám sợ mấy con ngựa cảnh sát nó khủng khiếp lắm anh chị em, nó to mà nó bự, mình cao một thước sáu mấy, một thước bảy mấy mà mình đứng mới tới lưng nữa, ngồi trên mấy con ngựa đó là mấy cái con cảnh sát Mỹ ở trong đó, mà nó điều khiển hay lắm. Cảnh sát Mỹ nó điều khiển ngựa chống biểu tình tuyệt vời hơn cảnh sát nhiều. Nó đưa cái dàn ngựa của nó ra vô chạy cụp 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 trên đường ngựa vô, đứng một hàng ngựa như vậy, không có người nào dám tới gần cả. Cái chân của nó to giống như là cái bắp đùi mình như vậy, cái đầu nó cứ gục xuống, nó cứ làm như vậy, nó cứ hắt lên giống như nó chuẩn bị nó ủi mình như vậy đó, mà cái chân nó cứ đá xuống đường nhựa, đá cọp xuống đường nhựa. Ông nội mày cũng dám tới nữa chứ đừng nói mày Quy Đức, ok? Mình nói thật với anh chị em, mình nghĩ trong đầu, lúc đó mình nghĩ trong đầu mẹ, mày ông nội tao cũng dám tới nữa chứ đừng nói tao, vô tới rồi đánh ngựa đánh sao hả, làm sao đánh được ngựa, mà nó cái chân đó mà nó đá mình một cái là kể như là đi nhà thương là for sure luôn, nó đá một cái có thể chết người đó chứ không phải giỡn chơi đó. Thành ra mình kể chuyện với anh chị em đó, mình nói chứ mình nói với anh chị em là như thế nào, mình nói với anh chị em chứ mình đi biểu tình mình không sợ gì cả, đánh gì cả luôn. Mày đánh em, anh em lai của tao, mày đánh tao ở trong nước cái gì, bây giờ tao đánh lại tụi bay, mày tới đang tới nhà của tao đó, mày đang tới đất nước của tao đó, giờ tao đánh lại tụi bay, cảnh sát nắm tay à, mày đi chỗ khác chơi, tao bẻ tay của mày liền, chuyện này không phải của mày, ok? Chuyện này để tao giải quyết, tụi nó không phải mày, mày đi chỗ khác chơi. Nhưng mà nó đem ngựa tới, cảnh sát đem ngựa tới, tao đi chỗ khác chơi. Đơn giản như thôi à, chỉ đơn giản thôi à, không, tao chịu thua. Thua không phải là thua nó mà thua mấy con ngựa đó. Mày đem ngựa tới, tụi cảnh sát đem ngựa tới, tao đi chỗ khác chơi, tao không dám tới gần đó. Và tụi nó biết điều đó anh chị em. Sau này đó, những cái trận mà chiến sau này đó, là tụi cảnh sát của Mỹ đó, nó bảo vệ đó, nó đem ngựa tới, nó dùng ngựa rất là nhiều, nguyên một đoàn ngựa của tụi nó tới, mình không dám làm gì cả, ok? Rồi xong rồi dồn hết lại qua bên cái công viên Lafayette, cái công viên Lafayette nó nằm đối diện với White House, dồn hết lại. Lúc đó là gặp Châu Ngọc buổi sáng tới tường trình bằng laptop cũng về bao thoát. Rồi đó anh em gặp nhau bắt đầu mới đi chỗ cấm điện, đi chỗ cái tượng đài để mà cấm điện chặt cái laptop, rồi nói chuyện với nhau. Rồi là ban tổ chức là có mấy thùng bánh mì để cho anh chị em ăn trưa. À, lúc đó khoảng chừng gần 1 giờ trưa. Mọi người đang ăn trưa, mình đang chặt cái laptop, thì tự nhiên nghe giữa công viên đó, la lên chứ, Việt Cộng, ba con ơi, Việt Cộng. Mình thấy mọi người chạy vô dồn vô giữa công viên, biết không? Chạy vô dồn. Cái mình nói trong ông ơi, Việt Cộng ra, mà đâu thấy Việt Cộng đâu, chạy tới thì không thấy Việt Cộng đâu cả, mà thấy người biểu tình của mình đang nhảy lên đè người biểu tình của mình, nguyên một đống người luôn, giống như là cái gò bối người vậy đó, nguyên một đống người cứ nhảy lên đè lên, nằm đè đó. Cái mình mới, ủa sao kỳ vậy, đâu có thấy Việt Cộng ở đâu, cái mình hỏi chứ Việt Cộng ở đâu, Việt Cộng đâu, nó ở dưới, kêu là Việt Cộng ở dưới đó, tức là Việt Cộng ở dưới,
Mà bây giờ Việt Cộng thì ở dưới, mà người đồng bào của mình biểu tình thì nằm đầy ở trên rồi, làm sao đánh Việt Cộng bây giờ, làm sao đánh tụi nó? Mà mình thích đánh tụi nó, ok, mình thích đánh tụi nó, mà cứ kêu Việt Cộng nhảy lên. Nhảy lên là bây giờ sao? Bây giờ mình cũng nhảy lên luôn. Nhảy lên cái đống người nó đè tụi nó luôn, phải không? Ê, lấy thịt cái đó. Cái đó mới gọi là lấy thịt đè người đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Cái đó mới gọi là lấy thịt đè người, nhảy luôn đè luôn. Trời ơi, càng lúc càng nhiều người ta nói giống như là chơi football bên Mỹ vậy đó, giống y như vậy đó. Cứ nhảy lên đè lên, nhảy lên đè lên, nhảy lên đè lên, đè nguyên một đống như vậy. Tới một chập bắt đầu thấy ngựa phi tới. Mười mấy con ngựa của cảnh sát nó phi tới anh chị em, nó phi tới, nó bao vòng tròn, nó không cho người ngoài vô nữa. Ok, nó không cho người ngoài vô nữa, nó làm một cái bờ rào như vậy. Rồi bắt đầu mấy thằng cảnh sát Mỹ đó, nó to gấp rưỡi mình, nó bư mà nó cao khổng bình lồ, nó một tay đó, tay trái nó nắm cái áo mình gì, cái tay mặt nó nắm cái lưng quần của mình gì, nó dở lên nó quăng ra giống như là quăng dưa hấu. Anh chị em biết người Việt mình nhỏ con mà, người Việt mình nhỏ con mà, tụi cảnh sát bảo vệ White House đó, thằng nào cũng trên 7 feet. Thằng nào cũng bự, trời ơi, cứ nó nắm một người nó quăng ra thì tụi cảnh sát bên kia chụp thằng đó lôi ra vòng ngoài, nắm người quăng ra. Nó lôi cuối cùng được ba thằng Việt Cộng đang nằm ở dưới. Mang đồ vest đàng hoàng nhé. Ba thằng đang nằm ở dưới. Cứu được ba thằng Việt Cộng, bỏ lên chiếc xe gót của tụi nó chạy tới đó, của tụi cảnh sát chạy tới. Bốn con ngựa đi hai bên bảo vệ cho ba thằng Việt Cộng đó trên chiếc xe gót chở đi. Nó bê rê như vậy đó anh chị em, tụi cảnh sát Mỹ nó bê rê để mà cho đồng bào mình không có tấn công vô tụi Việt Cộng được. Và nó chuyển ba cái thằng đó đi chỗ khác. Đó là cái trận đánh thứ ba trong ngày, ngay giữa công viên Lafayette. Thì tôi mới đi làm phỏng vấn, tôi mới hỏi là làm sao mà Việt Cộng nó ra giữa công viên này, mình đang biểu tình nó biết mà tại sao nó ra giữa công viên. Thì mấy người đó kể lại là ba cái thằng này mang đồ vest, mà thực sự người biểu tình đó họ đâu có mang đồ vest đâu, chỉ có ban tổ chức thôi, mà ban tổ chức chỉ có một ông mang đồ vest thôi, thì tự nhiên bây giờ ba thằng đều mang đồ vest. Đó là cái ngu của tụi Việt Cộng. Người ta ở xa về, người ta đi biểu tình, người ta mang đồ cho nó thoải mái, mang quần sọt đi giày ba ta, người ta mang cho nó thoải mái, chứ đâu có mang đồ vest đâu. Nhưng mà tụi nó mang đồ vest. Và khi mà tụi nó mang đồ vest như vậy đó, tụi nó mang đồ vest như vậy, người ta phát hiện được. Và cái chị đó đó chỉ đưa bánh mì cho tụi nó. Nó khổ một cái là người đi biểu tình mời bánh mì tụi Việt Cộng ăn. À, rồi đó mới hỏi rằng là các anh ở nước nào tới. Từ cái hôm đó biểu tình trên toàn thế giới tập trung về. Nhật có qua, châu Âu có qua, Canada qua. Nói chung là đồng bào Việt ở hải ngoại đó, cái trận đánh đó là cái trận đánh phải đi vào lịch sử, phải được viết lại thành sách mới đúng. Từ đồng bào người Việt ở mọi quốc gia tập trung về anh chị, cử những cái phái đoàn về. Cái người đưa bánh mì cho tụi nó đó là trưởng phái đoàn của Nhật. Chị đó ở bên Nhật qua. Thì chị đó mới hỏi tụi nó là các anh ở quốc gia nào. Cũng như trong lúc ăn bánh mì nói chuyện đó, thì tụi nó nói là ở Nhật. À, thì khi mà chị hỏi, ủa, tôi là cái phái đoàn của Nhật, mà sao tôi không biết các anh? Thì nó tính nó bỏ nó chạy. À, ba thằng tính bỏ chạy. Thì bà biết liền, mà công nhận cái bà chị đó hay thiệt, công nhận mình nghĩ. Đừng có bao giờ nói là đàn bà đái hôm qua còn khỏi nha anh chị em, nha các anh. Trong những cái trận đánh tụi Việt Cộng ở bên này, tôi thấy là các cô các bà là number one á. Ok, chứ đừng có khinh thường phụ nữ. Mà chỉ nhạy bén tới cái mức độ mà nói rằng tôi là trưởng phái đoàn ở Nhật, tại sao tôi không biết các anh, là nó bung nó chạy là bà tự động giống như cái quán tính của bà la lên này, Việt Cộng. Thì từ cái câu mà la Việt Cộng chỉ đó, thì người dân họ ụp lại, họ đánh, và nó đang đứng ở giữa công viên, cho nên nó không chạy thoát đường nào cả. Cả ba người đang nghỉ trưa ở công viên, anh chị em nghĩ là thử nó chạy đường nào cho thoát. Và cuối cùng là nó bị đè trong đó.
ba thằng này thì không bị đánh nhiều, chắc cũng có bị đánh một vài cái ở phút ban đầu, nhưng mà sau đó bị người ta đè lên, bị lấy thịt đè người đó. Mình mới nghĩ mình nó thiệt tình mấy Việt Cộng này sao nó ngu như ta, hồi sáng giờ bị đánh hai trận rồi tụi nó không biết cái sao tụi nó còn đưa đầu vô cho mình đánh nữa là sao không? Rồi sau này tôi mới hiểu được là tụi nó bị nhồi sọ, tụi nó bị sai lạc thông tin. Những cái tụi mà đi như vậy đó, nó cứ nói là tụi mà trung ương đảng, rồi nó nói là đồng bào hải ngoại, là hồ hởi phấn khởi thương tụi nó là như thế nào, nó đâu có biết đâu, nó đâu có biết là tụi nó ra đây là bị đòn đâu, nó không có biết. Thành ra mấy ảnh cứ lững thững giống như là con nai tơ như vậy, cứ lững thững đi tới để coi người ta biểu tình, và khi mà người ta phát hiện là Việt Cộng thì người ta đập. Thành ra đó, rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm mấy thằng mà cộng sản, lần sau mà tụi bay có đi những cái phái đoàn ăn xin ra ngoài này đó, đừng có đi ra ngoài. Anh Huy Đức khuyên tụi bay đó là tụi bay đừng có đi ra ngoài, tụi bay ra ngoài gặp tao đập chết mẹ tụi bay á, hả, tụi bay ra ngoài đường gặp tao đập cho tụi bay, tao bẻ giò tụi bay đó, và tao biết cái tẩy của tụi bay nữa, là tụi bay đi cửa hậu, chuyên môn đi cửa hậu chứ không bao giờ đi cửa chính. Ok, đó cái tẩy của tụi bay tao biết hết rồi. Thành ra bây giờ hết tụi bay đi là dính cháu, tụi bay đi là dính cháu, khôn hồn, ủi cho lẹ, lái xe ủi cho lẹ vô trong cổng và trốn ở trong đó, rồi chui cửa hậu đi ra thì ok, là tụi bay còn bảo toàn được tính mạng, còn bảo toàn tấm thân, không thì đó là ăn đòn. Hả? Rồi anh dạy biết sao. Rồi xong cái buổi trưa đó, tự nhiên có tin tức ở trong warehouse đưa ra, hey đồng bào ơi, tụi nó đi cửa hậu, nó đi đường hầm, đi ra khỏi warehouse rồi. Mình nói ủa, anh em của mình, những cái chốt của mình vẫn còn canh ở đó. Mình gọi phone, hey Lâm, mày thấy tụi nó đi ra không? Không anh thằng sắp xếp ơi, em đâu thấy nó đi ra đâu. Tin cho tao biết là tụi nó đi hết rồi, nó không còn ở trong warehouse nữa. Mình thấy lạ, mình nói thiệt là tình luôn á, là anh em mình đã canh tụi nó kỹ càng, là phải mình nghĩ là mình nhắm tới chiếc xe tụi nó ngồi trong đó. Thực sự mà nói như vậy, mình ủng hộ là kể như là coi thử bốn cái bánh xe nó là cái hiệu gì, mà muốn coi bốn bánh xe đó thì chiếc xe phải đưa bốn bánh lên trời, thì mình mới biết được cái bánh xe là làm ở đâu, mình mới biết được bánh xe nó như thế nào. Còn nếu mà bốn bánh xe không lên trời, làm sao là coi được cái bánh xe được. Thì mình nghĩ mình nói với anh em như vậy, ủng hộ tụi nó bằng cách là cho tao coi bốn bánh xe, mà bốn bánh xe phải trên trời, tao phải đứng thẳng tao coi mới được, còn không lưng tao coi không được. Thì anh chị em hiểu nó là cái gì rồi, cái gì không? Rồi thế nhưng mà là bốn chiếc xe đã đi ra, chiếc xe nó đã để trong đó, mà tụi nó đi ra ngoài chiếc xe nó vẫn còn nằm trong đó. Mình canh cái chiếc limo của nó vẫn nằm ở trong đó không? Mà tụi nó đi mất tiêu rồi. Cái mình thấy lạ, mình nói mình thấy lạ, sao mà người của mình ở trong đó báo ra là tụi nó đi rồi, mà mình ở này thì mình không thấy. Nói cho Ngọc kêu anh em đi xuống liền, xuống cái hotel nó gọi là Sunflower, một cái hotel nổi tiếng của cái chiếc tàu mà tìm ra châu Mỹ. Hồi đó cái chiếc tàu chìm ra châu Mỹ, nó tên của nó là Sunflower, và bây giờ họ làm cái khách sạn ở tại Washington DC đó là Sunflower Hotel, một cái hotel hơn 5 sao và chuyên để đón những cái phái đoàn ngoại giao của những quốc gia tới mà nằm ở ngoài, chứ không phải là nó trực thuộc của chính phủ, tức là nó rất là cao cấp. Bắt đầu đi xuống đó, thưa quý vị, thưa quý anh em, xuống đó thì nó rất là gần, nó gần lắm, thấy không? Một con đường hai chiếc xe chạy bên này, hai chiếc xe lên xe xuống, tức là bốn len, một con đường bốn len, bên kia là khách sạn, bên này là đồng bào biểu tình, gần tới cái mức độ như vậy. Nhưng mà đó, khi mà xuống biểu tình như vậy đó, thì cái lúc mà đi biểu tình, anh chị em mình đội một cái mũ lát rộng vành, và một áo đó, cái áo mình mang đó là nó có trái thơm, trái khóm, áo thật sự đó. Rồi trước đó mình đi Hawaii, 2 tháng trước đi Hawaii, rồi áo du lịch đó mình vẫn còn. Rồi đó là mình đi vô, mình nói với Châu Ngọc đó, mình nói với anh em ấy là để tao đi vô trong đó tao coi thử tình hình nó như thế nào.
đi vô đó ta coi như thế nào. Thì mình đi vô như vậy, tụi nó không có biết mình vì người Việt Nam. Đi vô cửa trong thì mình thấy có mấy thằng special service nó đứng xa xa, rồi nó kéo phòng đồ này nọ lại. Tay thì vẫn cầm phone, tay vẫn cầm phone tường trình ra ngoài. Rồi đó mình vô cái bàn mà cái bàn information đó anh chị em, cái bàn có nhỏ Mỹ ngồi. Thì mình mới nói với nó, mình nói rằng là tao từ Hawaii tới, tao đi du lịch và bây giờ tao muốn mướn một cái phòng tao ở. Thì cái con nhỏ Mỹ đó nó nói rằng là ở cái hotel này nó bao hết rồi, nó không có phòng. Rồi xong rồi đó là khi mà mình nói chuyện như vậy đó, thì mình nói tiếng Việt ở trong phone đó. Cái mình mới nói sorry nó là tao đang nói chuyện với vợ tao. I'm talking to my wife, she's Vietnamese, right? I'm speak Vietnamese. Để mình nói, mình để cho nó, mình làm cho nó không biết là mình đang tường trình về đài radio, mình đang tường trình về Pau Thoát. Mà mình nói với nó là mình đang nói chuyện với vợ ta. Đó. Tại vì cái tụi mà security đó, cái tụi mà bảo vệ, tụi special service nó đang đứng gần mình khoảng chừng 20 bước chân thôi chứ không xa lắm. Và mình muốn kéo dài, mình cứ kéo dài thời gian, nó nói rằng là ở đây không có phòng, ở đây là như thế này thế kia, không có phòng. Nó muốn đuổi mình ra anh chị em. Mà mình cứ dằn co hoài, mình nói là bây giờ đó tao ở xa tới, không? Tao ở xa tới, bây giờ đó là mày có thể giúp tao, là mày cho tao biết là ở đây còn cái khách sạn nào mà nó lớn giống như vậy, mà tao muốn ở khách sạn đầy đủ như vậy, lớn như vậy. Mình cứ hỏi nó, rồi nó đưa cái thẻ ra, nó chỉ nó này nọ. Mình cứ đứng đó hoài. Mình đứng đó một chặp đó thì mình thấy là nó dòm tới cái tụi security, nó quay mặt nó dòm tới. Thì hai thằng kia bắt đầu đi lại, hai cái thằng special service ở kia bắt đầu đi lại, là mình biết nó đi lại là nó đuổi mình rồi, nó đi lại là đuổi mình rồi, thấy không? Mà nó không biết mình là người đi biểu tình, nó nghĩ mình là dân du lịch, tại vì mình mang quần short, mình mang cái áo là có trái thơm, trái khơm, trái khóm, trái thơm, trái xoài, đủ thứ giống như áo du lịch, đội cái mũ lát của Hawaii, của dân Hawaii, nó nghĩ mình là dân du lịch chứ nó đâu biết mình là dân biểu tình đâu, ok? Mà khi mà mình thấy hai thằng đó nó tới là mình biết rồi này. Nó tới sẽ mời mình ra, tôi đi ra trước. Cái mình mới nói Châu Ngọc ơi, tụi nó tới kêu anh đi ra rồi, anh đi ra nha. Cái mình nghe trong Châu Ngọc nói, đang đánh lộn ở ngoài này, đang đánh lộn ở ngoài này. Mình nghe nói như vậy. Ở trong cái cổng mình đi ra, ở trước cái hotel đó, là nó có cái loại cửa xây vòng tròn đó anh chị em. Anh chị em biết cửa, nó người ta vô người ta xoay vòng tròn đó. Thì mình đi ra như vậy. Thì từ khi mà mình đi ra gần tới cửa là mình thấy một thằng mà nó mang bộ đồ vest, nó hớt hải nó chạy vô. Và cái lẹ của mình là mình thấy ở trên cái ve áo nó có cái cờ của Việt Cộng. Cái cờ của Việt Cộng nó đeo đây. Nó chạy tới trước mặt mình luôn anh chị em. Trời ơi, chạy sát vô luôn nè. Nó ủi ngoài nó vô, thì mình đi ra chuẩn bị vừa bước vô, chuẩn bị cái cửa thì xoay rồi nó chạy vô một cái. Và khi mà ngay nó chạy vô một cái quán tính tự nhiên của mình để... Trời ơi, phải nói là nó đã thì thôi luôn á. Phải nói tự nhiên cái quán tính mà mình mà không giọng nó thì nó ủi vô ngay mình rồi. Đấy không? Tức là mình defend, mình bảo vệ, mình tự bảo vệ. Tự vì tao không đặt mày, tao không giọng mày, mày ủi vô tao sao? Thì mình bảo vệ. Thì khi mà để đâm một cái con hóng chân lên, rớt xuống cái ách một cái đó, và là mình lòn qua cái cửa xây đó, mình lòn qua cửa xây mình đi ra luôn. Khi mình đi ra đường đó anh chị em, khi mà mình đi ra đường đó, mình thấy ở trong một cái chiếc xe, trong một cái chiếc xe có một cái thằng nó ngồi mà hai tay nó ôm cái đầu vậy nè. Mấy cái đàn bà phụ nữ đó anh chị em, dùng cái cán cờ chọt, mình gọi là chọt phải không? Trời, có người thì đập mà đâu có chúng nó đâu. Nếu mà đập như vậy á thì nó đúng, nó đụng trên cái nóc xe. Nhưng mà có hai bà, ba bà đó là rất là thông minh, là cầm cái cán cờ chọt. Với cả mấy bà ấy chọt, trời ơi, mình thấy máu me nó ra, trời, cái mặt nó máu tùm lum tà la. Sau cái bắt đầu là tụi ngựa tới, tụi cảnh sát ngựa, mình kêu cảnh sát ngựa. Tụi cảnh sát ngựa chạy tới, trời, cảnh sát kia không làm gì được đâu, cảnh sát mà đi chân không chẳng làm gì được với người biểu tình đâu. Chỉ có cảnh sát ngựa mới làm được người biểu tình thôi. Bắt đầu tụi ngựa tới mới bao vây lại chỗ xe đó, mới lôi cái thằng Việt Cộng ở trong xe đó ra. Thì khi mà lôi nó ra đó, mình thấy nó mang áo chắc, mà máu đầy đẫm máu một bên như vậy, và cái chỗ nó bị tét,
nó bị đánh, bị tét chỗ đó. Ok, bắt đầu lôi nó ra, bỏ lên cái chiếc xe, chở đi. Chở lên cái xe đó, bỏ lên cái xe mua lăng gì đó, chở nó đi. Đồng bào bên này giạt qua. Và khi mà mình qua bên đó, mình nói với Châu Ngọc, mình nói bên đó mới đánh nó xong, là kể như anh em nói rồi, rút liền. Tại vì ở đây nó có camera. Nó có đầy đủ camera trong đó. Mà nói chung á, nói chung thực sự đó, người Mỹ đó, cảnh sát Mỹ họ cũng mắt nhắm mắt mở. Thực sự mà nói như vậy, người Mỹ, cảnh sát Mỹ họ cũng chẳng ưa gì tụi Việt Cộng này. Thực sự ra mà bắt, không sót một đứa. Thực sự ra mà nếu mà cảnh sát Mỹ mà bắt những người biểu tình, camera ở trong cái đoạn đường đó, ở trong cái Hotel Sunflower, thâu được hình hết toàn bộ. Kể cả mình cũng không ngoại lệ. Nếu mà họ thật sự họ bắt. Nhưng mà cảnh sát Mỹ họ không bắt. Vừa rời ra khỏi đó thì nghe tin báo cho biết. Nghe tin báo cho biết nói là anh Huy Đức ơi. Anh biết Lê Phúc Tuấn không? Biết. Nói em tao nó ở Atlanta. Chuyện gì? Lê Phúc Tuấn bị bắt rồi. Nó chết mẹ rồi. Tiêu rồi. Họ bị bắt như thế nào? Nó là Lê Phúc Tuấn đã đánh Phan Văn Khải ở trong hotel. Oh my God. Mình nói trời là trời. Rồi rồi, still rồi. Sau này đó, mình mới nói chuyện với Lê Phúc Tuấn. Em nó mới cho biết nó như thế này. Lê Phúc Tuấn nó hay hơn. Không biết làm sao nó bằng cái cách nào mình không biết được. Không biết bằng cái cách nào mình không biết được. Mà nó vào ở trong anh chị. Nó đi với mấy cái người Mỹ nào đó, nó vào ở trong cái khu vực hội trường đó, tức là trong cái chỗ mà hội thảo đó, và nó ở trong đó. Và khi mà nó thấy John McCain này, khi mà cái ông, một cái ông Mỹ mà tạt cái ly rượu xuống cái thảm và nói rằng đây là máu của đồng đội, tại vì John McCain là cái người tiếp Phan Văn Khải. John McCain là cái người mà cái tiếp Phan Văn Khải trong cái phái đoàn đó. Lên nói chuyện thì cái ông Kerry, và ông Mỹ đó tên Kerry, ông lên ông nói với John McCain, ông là một cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam, mà John Kerry đã làm những cái việc như vậy, và đó là một cái điều mà tổn thương tới những người cựu chiến binh. Thì ông cầm cái ly rượu đó, cái ly rượu đỏ đó, ông tạt, không phải là tạt vô mặt, mà tạt xuống cái thảm, cái chỗ cái chân của Phan Văn Khải và John McCain đứng. Thì khi mà cái sự việc xảy ra như vậy đó, thì họ dẹp chỗ đó liền, lôi ra liền. Thì khi ra như vậy đó thì cái phái đoàn của tụi Phan Văn Khải đi ngược lại. Lê Phước Tuấn đứng bên. Thì Lê Phước Tuấn đó, nó nói đó, theo như lời nó nói đó, là nó cố tình đánh Phan Văn Khải. Người nó đánh là Phan Văn Khải. Nhưng mà lúc đó Phan Văn Khải đứng phía sau. Và cái tay thứ trưởng gì Nguyễn Quang là gì đó. À, cái tay đó đi trước. Vì vậy khi mà nó nhào vô đó, nó quýnh một cái rầm, giỏng chân thằng nó lên đó, quýnh một cái rầm đó thì nó nhào tới để mà đánh Phan Văn Khải là người thứ hai là nó đánh. Thì tụi Special Service, tức là tụi bảo vệ tổng thống, phủ tổng thống đó, anh em bên tiếng Mỹ đó gọi là Special Service. Tụi nó thì quá đạt, quá hay này. Tụi nó quá độc. Tụi nó nhảy vô liền, và khi mà nó nhảy vô liền thì nó đè lên Phước Tuấn, bẻ tay còng và đưa đi liền. Và anh chị em biết Lê Phúc Tuấn trả một cái giá là một năm mấy tù criminal về cái tội hình sự về đánh người. Và sau đó đưa qua bên tù sở di trú, tức là đưa qua bên sở di trú. Và bên sở di trú đó, tòa của bên sở di trú đó mà phán quyết trả Lê Phúc Tuấn về Việt Nam. Theo cái lời yêu cầu của tụi Cộng sản Việt Nam đó, tụi Cộng sản Việt Nam yêu cầu Lê Phúc Tuấn, yêu cầu chính phủ Mỹ đó, tòa án của Mỹ đó là trục xuất Lê Phúc Tuấn là về Việt Nam. Và anh chị em biết Lê Phúc Tuấn cũng là một người con lai, là một người mang hai dòng máu, là một anh em của tôi. Vì vậy cho nên trong cái tổ chức mà anh em lai không thể nào để cho Lê Phúc Tuấn bị dẫn độ về Việt Nam. Ok, Lê Phúc Tuấn nó nói sao? Anh em yên chí. Cái ngày mà Cộng sản về Việt Nam, Cộng sản mà nó dẫn độ em về Việt Nam, mà bên phía Mỹ dẫn em về Việt Nam đó, em sẽ tự sát. Chứ không bao giờ để cho về Việt Nam. Tự về Việt Nam biết là chết chắc liền, là chết liền. Tụi nó sẽ giết liền ngay tức. Và lúc đó tôi với là Nhật Tùng, cũng là một anh em lai,
rồi đó là đi tham dự những cái phiên tòa của Lê Phúc Tuấn, một bên đó là vận động tiền quỹ pháp lý, làm những chương trình vận động tiền quỹ pháp lý để cho luật sư của Lê Phúc Tuấn. Và Lê Phúc Tuấn khi ra tòa đó trình bày, cởi đồ ra show cho ông tòa thấy là những cái vết thẹo mà công an cộng sản Việt Nam khi xưa đâm nó bằng lưỡi lê AK, rồi những cái việc làm mà tụi công an cộng sản Việt Nam khi xưa đối xử với nó như thế nào, đánh đập nó như thế nào, cho phiên tòa người ta coi. Rồi trong phiên tòa họ lấy bằng chứng, họ lấy lời khai của một số anh em Lai, một số anh em Lai mà bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ đối xử đó một cách rất là dã man và tàn bạo. Và đó là những cái chứng cung hùng hồn để cho bên ở cho bên tòa án của sở di trú không tục, không có trục xuất Lê Phúc Tuấn về Việt Nam. Và sau đó Lê Phúc Tuấn đã thắng, phiên tòa đó đã thắng, Lê Phúc Tuấn bị cái probation, tức là bị cái tù treo hình như là 3 năm. Và bây giờ đó thì Lê Phúc Tuấn đã được tự do. Lê Phúc Tuấn đã được tự do. Và cái giá mà Lê Phúc Tuấn trả đó, nhiều lúc nói chuyện tôi hỏi rằng mày có hối hận không? Nói em có hối hận. Có một, nếu có cơ hội như vậy nữa mày có dám làm? Dám chứ. Không? Tức là nếu có một cái cơ hội, bất cứ cái cơ hội nào để đánh tụi cộng sản Việt Nam, anh em Lai chúng tôi không có tiếc đâu. Ok. Thành ra có một cái điều, những cái vấn đề hăm dọa, những cái hôm nay đó có nhiều người hăm dọa, mày về Việt Nam đi rồi mày biết. Tôi không về Việt Nam. 30 năm định cư ở Mỹ rồi, tôi chưa bao giờ về Việt Nam và tôi sẽ không bao giờ về Việt Nam. Tôi đâu có ngu gì đi về Việt Nam để cho tụi nó luộc mình đâu. Ở bên Việt Nam tao đã đâm công an rồi mà. Ở bên Việt Nam tao đã quánh kiểm lâm rồi mà. Bây giờ tao ngu sao tao về Việt Nam? Và không bao giờ tôi về Việt Nam, no way. Nói cho anh chị em biết như vậy. Và nếu mà tụi bay tới Mỹ này thì tụi bay liệu hồn, bởi vì đây là nhà của tao. Ok. Đừng có hù. Thành ra tụi cộng sản Việt Nam, mấy cái bọn dư luận viên cốc ken rồi này nọ đó, cứ hù là mày là chống phá nhà nước, mày là chống đảng, chống bác, là mày là như thế này, là mày là như thế kia. Đó. Các bạn hù lộn người. Ok, các bạn hù lộn người. Vì vậy cho nên đó, tôi đã từng đánh tụi cộng sản Việt Nam ngay trên đất Mỹ. Và nếu có điều kiện đánh thêm một trận nữa hay là đánh nhiều trận nữa, tôi vẫn đánh. Tôi vẫn đánh. Nói thẳng một câu như vậy. Ở bên Việt Nam, tụi bay đánh người dân Việt Nam. Tụi bay ỷ có cây súng AK. Tụi bay ỷ có nhà tù. Tụi bay hành hạ người dân Việt Nam. Đi ra hải ngoại này tụi bay giống như một con chó. Những cái phái đoàn cỡ cấp thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước, tụi bay đi chui cửa hậu. Người dân ở trong nước họ không biết. Mỗi lần tụi bay đi qua nước ngoài giống như là một bầy chó lác. Tụi bay có bao giờ dám đi cửa chính không? Đi qua bên Canada cũng đi bằng cửa hậu, bị anh em lấy chặn đá dây thun, bị lấy đói, lấy đá trọi, tụi bay chạy lên xe van, bỏ dài, rớt dài, tụi bay chạy còn rớt dài nữa mà. Đi qua bên Úc Châu, tụi bay cũng đi cửa hậu, đi qua bên Đức, tụi bay cũng đi cửa hậu, tụi bay chỉ là những kẻ đi chui cửa sau. Tự hào cái gì? Ha? Ở trong nước tụi bay ăn hiếp người dân Việt Nam. Tao đánh tụi bay đây đó, không phải là đánh cho bản thân tao, mà tao đánh tụi bay đó là cho đồng bào ở trong nước, cho người dân ở trong nước. Anh em tụi tao đánh tụi bay ở đây đó, là cho tụi bay đó, là biết rằng đó là tụi bay chỉ ăn hiếp được đồng bào ở trong nước. Ok. Tụi bay có súng, có quyền, có này nọ, tụi bay ăn hiếp đồng bào, tụi bay coi những cái audio mà tụi bay đánh anh em biểu tình đó là khi người ta đập người ta này nọ.
máu nó sôi lên và có dịp đánh tụi bay để trả thù. Một lần nữa hay nhiều lần nữa, tao vẫn đánh. Nói cho những thằng cộng con tụi bay biết, nói cho cái đám cộng sản tụi bay biết. Liệu hồn, tao thì tao không bao giờ về Việt Nam nữa rồi, nghe không? Tao không về Việt Nam nữa. Nhưng mà tụi bay vẫn còn đến Mỹ à, hả? À, tụi bay vẫn còn bước ra đây à, tụi bay vẫn mua nhà ở đây nè. Tụi bay liều hồn. Vậy thôi, đừng có hù. Mình đọc nhiều cái thác chát anh chị em hù. Trời, cứ về Việt Nam đi, biết tao đâu không về Việt Nam, làm gì nha? Tụi bay làm gì được tao? Hả? Tụi bay gửi sát thủ ở đây đi. Nè, ngồi nói chuyện nè, súng nè, đạn nè. Hả? Ok, tụi bay gửi sát thủ qua đây đi, chơi với thằng sấm sét. Tụi bay hụ lộn người. Và nhắc luôn cho thằng Nguyễn Thanh Giang, năm 2005, nó là thượng tá cục phó cục A42, đặc trách phản gián hải ngoại. Mình không biết bây giờ nó đã lên cái chức gì. Mày hăm dọa tao, mày đòi mua cái đầu tao 20.000 đô la. Tao đã nói với tụi bay sao? Cái đầu tao chỉ bán có một thùng mì tôm thôi. Đứa nào có bản lãnh tới gõ cửa tao. Có nhiều người hỏi rằng sao anh thằng sấm sét không thấy là cờ vàng. Có chứ, tự anh em không thấy thôi. Ok, cờ vàng nè, cờ vàng tao không có treo. Ok, cờ vàng của tao là ở trong người chứ tao không có treo. Thấy chị không? Sát cộng diệt tao đó, cờ vàng nè. Đừng có hù. Tao không có bản lãnh, làm sao tao có thể là kể như là sinh hoạt với 30.000 anh chị em lai trên đất Mỹ này. Hả? Nói cho tụi bay biết, những dư luận viên đó muốn vào nghe anh Huy Đức tâm tình chia sẻ một cách đàng hoàng, welcome. Ok, còn nếu các bạn mà hù đó, hăm dọa đó, lộn người. Ok, rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Mình đọc những cái thét chat mà bảo rằng hù đó là mày có ngon về Việt Nam, mày có như thế này, mày có như thế khác, mày có như thế nọ đó. Mình không về Việt Nam. Mình không về Việt Nam. Gần 30 năm rồi mình không về Việt Nam. Nhưng mà tụi cộng sản có qua Mỹ, con cháu của tụi nó mua nhà bên Mỹ, du học bên Mỹ. Công việc của Huy Đức muốn tìm tụi bay easy. Tao muốn tìm tụi bay chỉ cần một cái nhấn chuột đó. Tao search, tao nhấn chuột ra, tụi bay ra qua bao nhiêu đứa làm gì ở đâu, tao tìm ra hết, tao biết rồi. Ok, thành ra thưa quý vị, thưa quý anh chị em, mình chỉ muốn tâm tình chia sẻ. Đừng có sợ hãi họ, đừng có sợ hãi họ. Khi mà mình sợ hãi họ, họ biết mình sợ, họ cởi cổ mình. Mình cúi đầu, cộng sản nó sẽ cởi cổ. Mình đứng lên mình đập nó là nó chết. Anh chị em đừng có sợ hãi, hãy bước qua đi, hãy bước qua cái sợ hãi. Đơn giản thôi, đâu có khó gì đâu. Và thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi muốn nói cho quý vị, quý anh chị em, nhất là người ở trong nước biết, đừng bao giờ bị tuyên truyền là những cái phái đoàn Cộng sản Việt Nam, những cái phái đoàn chính phủ đi ra nước ngoài được tiếp đón nồng hậu, được đồng bào hải ngoại như thế này thế khác. Tụi nó dàn cảnh và vài ba chục đứa du học sinh ở trong một cái
ở trong một cái xó nào đó, ở trong một cái kẹt nào đó, chụp vài ba tấm hình rồi đem về đăng báo. Nhưng mà cái phái đoàn của Cộng sản Việt Nam đến tất cả mọi quốc gia trên trên thế giới, tụi nó giống như là một bầy chó bắt mưa. Tụi nó đi cửa sau, tụi nó đi cửa hậu, tụi nó trốn chui trốn nhủi vào trong đó. Không có bất cứ một tên nào từ Phan Văn Khải, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng. Hôm nào tôi kể trận đánh về cái phái đoàn của Nguyễn Tấn Dũng bằng chặn ná dây thun. Okay. Bất cứ một cái đám tụi nó, đứa nào cũng vậy, Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, vân vân và vân vân. Cái thằng đầu hói bây giờ tên gì quên mẹ, thứ gì Nguyễn Văn Phúc vậy. Cũng chui cửa hậu thôi, cũng đi cửa sau thôi à. Không có bất cứ một đứa nào mà đường chính chính một cái phái đoàn đi mà cho nó đàng hoàng, cho nó chính chính, giống như là một thủ tướng chính phủ hay là một cái chủ tịch nước hay là gì cả. Nguyên một đám là chui cửa hậu. Bây giờ bởi vậy cái chính phủ Cộng sản Việt Nam đó, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó gọi là chính phủ cửa hậu. Gọi là chính phủ cửa hậu thì đúng hơn. Mẹ kiếp nó, từ thủ tướng nè, chủ tịch nước nè, tổng bí thư gì này nọ, trọng lớn đi cửa hậu không? Qua bên Mỹ này, qua tới Washington DC, toàn là đi cửa hậu, toàn là cứ đi đường cửa sau. Bởi vậy sau cái lần mà Phan Văn Khải rồi đó là tụi nó dính bẫy mình hoài. Mày, tao đón mày cửa trước, tao đón mày cửa sau. Mày muốn chui cửa sau hả? Tao canh mày ngay cửa sau. Là mày dính cháu. Lần nào cũng vậy cả. Và tụi nó nhục, rất là nhục nhã anh chị em. Cái đám này nó chỉ huynh quang là với đồng bào ở trong nước mà thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì nó có cây súng AK. Ok. Bởi vì nó có súng đạn, nó có nhà tù thôi. Thực tế bước ra ngoài hải ngoại, một bầy chuột lắc. Một bầy chuột lắc mắc mưa, thưa quý vị, thưa quý anh chị. Và tôi nói với anh chị em sao? Tôi chọn cho mình một cái con đường đấu tranh. Tuy rằng tôi, có nhiều người hỏi cho, có nhiều người nói, ê Huy Đức, mày là Mỹ mà tại sao mắc mới gì tới Việt Nam? No. Anh chị em không có cái quyền đó. Không có cái quyền đó. Tại vì tôi sinh ra ở Việt Nam, tôi là Mỹ thật, nhưng mà tôi sinh ra ở Việt Nam. Cái rốn của tôi đó, cái cuốn nhau của tôi chôn ở Việt Nam mà. Ông bà mình nói sao? Nơi chôn nhau cắt rốn. Và cái rốn của tôi, nơi chôn nhau tôi ở Việt Nam. Cái rốn của tôi còn chôn Việt Nam. Vì vậy cho nên tôi phải có trách nhiệm và bổn phận với quê hương và đất nước dân tộc Việt Nam. Đây là ba của tôi. Ok. Tôi quyết định xăm cho mình hai cái lá xăm, hai cái cờ của hai quốc gia. God bless America. Cái lá cờ này biểu tượng cho Hoa Kỳ và biểu tượng cho đất nước và dân tộc ba của tôi. Cha của tôi là một người Mỹ. Đây là mẹ của tôi. Mẹ tôi là một người Việt Nam. Và cái tôi chọn như là gì? Sát cộng diệt tộc. Tôi chấp nhận cái con đường đó. Và khi mà tôi quyết định xăm cái đó lên người tôi đó, là tôi chọn cho mình một con đường không có thể quay trở lại. Không có thể quay trở lại được. Và tôi đánh Cộng sản ở nhiều mặt trận. Tôi đánh Cộng sản ở luật pháp. Tôi đánh Cộng sản ở truyền thông. Tôi đánh Cộng sản ở ngoại giao. Bởi vì vậy cho nên họ rất là cay cú. Họ rất là cay cú. Năm 2002 tại trường đại học Simon ở Boston, với hàng ngàn khán giả của người Mỹ, những vị professor, những vị cựu chiến binh của Hoa Kỳ, trong đó có những vị tướng lãnh, tôi tố cáo tội ác Cộng sản. Hai điểm. Thứ nhất là cái cuộc tàn sát của Cộng sản, đàn áp của Cộng sản đối với những người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thứ hai là chế độ Cộng sản trả thù rất là tàn bạo lên những người con mang hai dòng máu Mỹ Việt. Và anh em chúng tôi là những nạn nhân của họ. Tôi cố tố cáo họ trên truyền thông báo chí, cho rất là nhiều vị professor trong cái chương trình gọi là Viết Lại Cuộc Chiến Việt Nam. Và có một cái điều như thế nào?
Có một cái điều tôi muốn thưa chuyện với anh chị em, nó rất là đơn giản, không có gì cả. Tôi, Nguyễn Hoàng Huy Đức, tên tiếng Việt, tên tiếng Mỹ trong giấy tờ của tôi bây giờ là Michael Shepard, là tên tiếng Mỹ trong giấy tờ bây giờ. Tôi là người mang hai dòng máu. Thấy không? Tôi nói hai ngôn ngữ, tôi nói tiếng Việt và tôi nói tiếng Mỹ. Đặc biệt là tôi vẫn còn thích ăn nước mắm Việt Nam. Tôi vẫn còn thích ăn bún bò Huế. Và nếu mà tôi còn thích ăn thực phẩm Việt Nam, tôi còn thích ăn bún bò Huế, thì quý vị không thể nào, và tôi không thể nào không có trách nhiệm với bổn phận và quê hương dân tộc Việt Nam. Tôi còn sức khỏe, tôi còn đấu tranh. Cái đấu tranh của tôi nó hơi khác một chút. Nó hơi khác một chút. Gặp Việt Cộng thì đánh, yes. Gặp mày là tao đập. Ok. Đập đó là hồi đó mày đập tao, bây giờ tao đập lại. Nó có vẻ hơi cá nhân một chút phải không ạ? À, nó vẻ hơi cá nhân, nhưng mà kệ nó đi, cá nhân cũng được, đánh gì cộng là vui rồi, đánh gì cộng là vui rồi, không? Nhưng mà cái đấu tranh của tôi đó, nó bao gồm cái vấn đề lobby, về vấn đề vận động ở lưng viện quốc hội Hoa Kỳ hoặc là truyền thông báo chí của Mỹ. Ồ, Đoàn Thị Dương bắn chặn nãy giờ thun đã lắm em. Sau này mà những cái phái đoàn Việt Cộng đó ở ngoài qua mạc nó bán chặn nãy dây thun để mà giống như mình hồi xưa đó, mình đi bắn chim đó, mình hồi xưa mình nhỏ mình hay đi bắn chim với là bắn trộm trái cây đó, rồi những cái đoàn phái đoàn của Việt Cộng nó ở xa mình không tới gần được, giờ nó bảo vệ thì bây giờ rủ anh em làm sao, năm ba đứa gì đó mua chặn nái dây thun kẹp đạn bi vô bắn chết cha mày chưa, bắn mày giống như là bắn chim bên Việt Nam, đơn giản vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Thấy không? Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, nó thực sự ra đó, chúng ta có nhiều cách hỗ trợ. Và hôm nay tôi chia sẻ như vậy, tôi muốn gửi tới anh chị em là một cái gì. Hôm trước đó, đứa em của tôi là Nhân Trần đó, nó có viết là nó nói là bây giờ anh nói về vấn đề sợ hãi. Vấn đề sợ hãi đó thì nó rất là quan trọng. Khi mà mình bước qua cái sự sợ hãi rồi đó, thì mình làm cái gì cũng được. Sợ hãi, cái nỗi sợ của người hải ngoại nó khác, sợ và khó khăn của người hải ngoại khác với người quốc nội. Sau khi mà cái biệt đoàn Sao Trắng của tôi đó, biệt đoàn Sao Trắng của tôi ở trong quốc nội bị tụi cục A42 nó phá, nó phá tan đó, thì tôi lại gầy dựng một cái cơ chế khác, tôi làm việc một cái cách khác hơn, mà nó âm thầm hơn, nó bí mật hơn. Và tôi khuyên anh chị em ở trong nước, như những lần nói chuyện tôi khuyên anh chị em ở trong nước đó, là chúng ta đừng anh hùng cá nhân, chúng ta đừng có anh hùng bóng đêm một mình, mà hãy anh hùng tập thể. Anh hùng tập thể, hôm nào sẽ kể cho quý vị nghe khi còn ở trong nước tôi đốt cái đồng mía của tụi bộ đội bình minh như thế nào, đốt cháy nguyên một cái đồng mía 100 mấy chục hecta mía cháy sạch sẽ ngay đó. Thành ra mình đã từng qua những cái đó, mình đã từng qua những cái đó, nhưng mà những cái đó bây giờ mình nghĩ lại đó, nó cái sở trường sở đoạn đó nó chỉ ngắn hạn thôi, nó chỉ chút xíu thôi. Ok, anh chị em giết một thằng trưởng công an, thằng phó công an nó lên đánh thay anh chị em giết người khác, và cái thằng phó nó còn thích nữa, nó còn thích cái thằng kia, chết mày, chết mẹ mày đi. Okay, để tao lên thay để tao ăn nhiều. Thành ra mình giết một thằng công an, mình đốt một cái chỗ đó, nó chỉ là tạm thời, nó chỉ là đã giải quyết một cái gì nhỏ xíu gì xưa thôi. Nhưng mà anh chị em tổ chức được những cái tổ chức 3 đứa, 30 đứa hoặc là 300 đứa, anh chị em sẽ còn làm những cái việc gấp 1000 lần như vậy nữa. Đó, bởi vậy tôi nói rằng là tôi không phải là mình đã phá những cái chuyện đó, không phải là mình đã phá những cái chuyện mà đốt sạch giết sạch chém sạch hay là cái gì cả. Yes, làm được vẫn cứ làm, làm được vẫn cứ làm, nhưng mà đừng bao giờ anh hùng cá nhân, tức là đừng bao giờ làm một mình, đừng có là anh hùng bóng đêm rồi anh hùng đơn độc như thế này kia, làm chính trị lật đổ một cái chính quyền,
lật đổ một cái nhà cầm quyền, xin lỗi tôi rút lại chữ chính quyền, lật đổ như vậy hoặc làm những cái chuyện đó, chúng ta cần có một cái tập thể, chúng ta cần có một cái group, một cái nhóm và hoạt động làm sao cho cái lực của mình nó lớn lên. Cái đó thì quý anh chị em, các bạn trẻ trong nước sẽ thu được rất là nhiều hậu quả, rất là nhiều cái kết quả và giảm đi được nhiều cái hậu quả. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình có anh em và đồng đội hỗ trợ cho mình và giúp đỡ mình. Ở ngoài này cũng vậy. Tôi đi vận động quốc hội một mình, chẳng ai lên tiếng cả. Tôi có đi một mình vào lưỡng viện quốc hội, chẳng có ông nào bà nào nghe tôi cả. Nhưng mà tôi có một cái group 20 người, 40 người, có một cái tổ chức là có cái sức ép thì họ mới nghe được. Thành ra lần trước nói chuyện, lần này nói chuyện và lần sau sau nữa nói chuyện, tôi vẫn có cái lời khuyên với anh chị em. Hãy làm việc tập thể. Hãy tạo thành những cái tổ chức từ nhỏ, từ ba ba, rồi cứ đi theo cái hình nón. Một đứa kiếm thêm hai đứa là ba đứa, ba đứa kiếm thêm ba đứa là chín đứa, chín đứa kiếm thêm ba đứa, nó cứ xuống như vậy. Và cái tổ chức hình nón, tổ chức đai mình của mình càng ngày nó càng lớn lên. Rồi bắt đầu mình mới có tham mưu, mình mới có kế hoạch, mình làm cái việc lâu dài. Và nếu một vài anh chị em bị bắt thì cũng có anh em khác giúp đỡ cho vợ con mình, giúp đỡ cho chính phủ mình ở trong tù, hoặc là ít nhất cái người ở trong tù họ vẫn an tâm, họ vẫn an tâm là có anh em ở ngoài giúp đỡ cho vợ con họ đó. Vì khi ở trong tù, tù cộng sản nó đánh vào cái tâm lý này rất là nặng, nó đánh vào cái tâm lý vợ con rất là nặng. Và nếu mình có anh em đồng đội, có chính phủ mà bảo trợ, hỗ trợ cho vợ con mình ở nhà, thứ nhất là về cái cuộc sống, về kinh tế thì mình an tâm. Có ở ba tù, năm tù, mình vẫn an tâm và giữ vững được cái lập trường lý trí. Mình không có bị là thoái chí, mình không có bị mua chuộc và mình không bị ngã gục. Vì vậy đó cho nên tôi những lần nói chuyện tôi thường khuyên anh em là nếu anh chị em thật sự dấn thân cho công cuộc đấu tranh, đừng làm một mình. Thứ nhất, mình hãy cho bạn bè mình một cái cơ hội để tham gia. Okay. Thứ nhất là mình hãy cho bạn bè mình một cái cơ hội để tham gia. Thứ hai nữa là cái thành quả của mình nó đạt nhiều hơn. Thứ ba, về an toàn, về những cái về dài về sau, mình sẽ đạt được những cái mình mong muốn hơn. Còn nếu mà mình làm một mình đó, anh hùng bóng đêm hoặc là anh hùng cô đơn, anh hùng đơn độc, anh hùng đường phố gì đó, cái sở trường sở đoạn đó nó không có work. Và tôi đã từng thử qua, tôi cũng đã từng thử qua và cũng đã từng làm. Nó chỉ thỏa mãn được những cái bực tức trong người mình một phút, một cái gì đó thôi, mà nó không có đáp ứng được cái chính trị lâu dài, nó không đáp ứng được cái đáp ứng lâu dài. Và nếu mà mình đã có tổ chức rồi, mình muốn ba sạch, bao nhiêu sạch cũng được nữa chứ đừng ba sạch. Nếu mà mình có một nhóm 30 anh em, công việc làm mình sẽ hậu quả nhiều hơn. Thậm chí rải truyền đơn. Thậm chí những anh chị em học sinh, sinh viên rải truyền đơn, vận động trong trường. Nếu mà anh chị em có cái chất xúc tác stick lại với nhau, gom lại với nhau, thì cái việc làm của anh chị em, cái công tác tuyên truyền của anh chị em, nó cũng hiệu quả hơn là chúng ta làm được mình. Nhớ điều đó. Ok. Và đây là lần đầu tiên mà tôi chia sẻ hai đề tài, và hai cái đề tài này nó cũng khá quan trọng, nó ảnh hưởng về vấn đề cái công cụ đấu tranh. Thứ nhất, nói về cái đề tài của anh Đào Vinh Quân, nó ảnh hưởng về những người trong nước. Tôi thấy được là ảnh hưởng về cái an toàn của những anh chị em ở trong nước. Và đã có một người, một gia đình vào tù tan nát, đó là Vương Văn Thả. Thành ra tôi phải lên tiếng. Và cái vấn đề thứ hai mà tôi nói về vấn đề mà cái phái đoàn của Cộng sản Việt Nam đi ra nước ngoài giống như một bầy chuột lắc, bị đánh tơi bời qua lá. Ok, bị đập tơi bời qua lá như vậy, đi qua Mỹ bị dân bên Mỹ đánh, đi qua Canada bị dân Canada đánh, bị người Việt Canada đánh, đi qua Úc bị Úc rượt, đi qua Đức bị Đức rượt. Và những cái phái đoàn của Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, họ chỉ có thể tuyên truyền láo khoét,
họ chụp những cái tấm hình như thế này thế kia ở một cái room nào đó là họ về họ tuyên truyền ở trong nước mà thôi. Nhưng mà thực sự ở ngoài này, tôi báo cho anh chị em biết, cho đồng bào ở trong nước biết, những cái phái đoàn của tụi cộng sản ra ngoài này bị chúng tôi đập tơi bời qua lá, đập tươi như sơ mướp, bị đánh mà tụi nó chạy không kịp, trốn không kịp, phải nhờ cảnh sát, tụi nó phải nhờ cảnh sát ở nước sở tại bảo vệ. Đó, chỉ muốn tâm sự chia sẻ với anh chị em biết. Ok, rồi cảm ơn anh chị em rất là nhiều nha. Hôm nay mình nói hơi dài phải không ạ? Hình như đó là cái máu. nói về mà đục tụi Cộng sản Việt Nam tự nhiên thích lắm anh chị. Nói về mà đập tụi nó tự nhiên thích, rất là thích. Mình không phải là máu du cô người đánh lộn gì cả. Nhưng mà trả thù được giùm cho đồng bào trong nước, trả thù được giùm cho đồng bào trong nước đó, mình rất là thích. Ok, rồi cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hy vọng rằng anh chị em share cái video này rất là nhiều cho anh chị em trong nước họ nghe, để họ nghe được cái câu chuyện đó, họ vững cái niềm tin hơn, họ hiểu hơn được, và họ vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Đừng bao giờ sợ Việt Cộng. Mãi làm gì cho Việt Cộng nó sợ. Ok, đừng sợ tụi nó. Tụi nó chẳng là cái gì cả. Tụi bỏ cái súng AK, súng mẹ, tụi nó là những đứa chết nhát. Thấy không? Những cái thằng công an, những cái thằng đó bỏ cái súng AK, súng cởi bộ đồ ra, mày tao mày quýnh tới đâu không? Mày là nó sợ, nó chạy lên. Đơn giản, đừng có sợ nó gì hết. Hãy làm cho tụi nó sợ. Chúng ta hãy làm những việc gì, làm cái gì cho tụi nó sợ. Phải đè đầu tụi nó, phải cởi cổ tụi nó. Thấy không? Anh chị em trong nước, tôi nói là giới trẻ, rồi anh chị em phải nói rằng rất là nhiều nhân tài. Đừng có uống rượu nữa. Một con người 4 lít 7 máu mà hết 3 lít 6 rượu thì chẳng làm được cái gì cả. Con người đó bỏ, vứt đi. Một người thanh niên mạnh khỏe, trong người cái số lượng máu là 4 lít 7, 5 lít máu gì đó mà rượu với bia nó chiếm mẹ nó hết 3 lít 6, gần 4 lít rồi làm cái gì? Đừng anh chị em. Chẳng có hay ho gì cả và chẳng có lợi gì nữa. Làm cho vợ con đau buồn và chúng ta kiểu như là bạc nhược. Chúng ta có lỗi với tiền nhân. Chúng ta có lỗi với chính bản thân mình. Có lỗi với cha mẹ anh em mình và có lỗi với tiền nhân. Hãy xứng đáng một người thanh niên nước Việt. Ông bà mình nói đó, đất nước lâm nguy, thất phu hữu trách. Huống hồ gì anh chị em là những người có học. Anh chị em là những người không phải là kẻ thất phu. Tôi biết chứ, tôi biết anh chị em có rất là giỏi, rất là có khả năng. Mà đất nước lâm nguy mà mình không có cái trách nhiệm. Tiếc quá. Không? Ông bà mình đã nói, một cái kẻ thất phu cũng phải có trách nhiệm với khi mà quốc gia và dân tộc lâm nguy. Uống hồ gì anh chị em. Tôi mong rằng anh chị em hãy bỏ ly bia rượu xuống. Hãy bỏ cái ly bia rượu xuống, cầm ngòi bút lên, cầm đoạn đao lên, cầm trường đao lên. Hồn thiên sông núi sẽ hỗ trợ cho tất cả quý vị với anh chị em. Đất nước và quốc gia, dân tộc đang chờ anh chị em. Đang chờ anh chị em. Đừng để một ngày gần đây vợ con mình phải nô lệ cho tao và cả bản thân mình nữa. Lúc đó muốn cứu cũng muộn rồi, quá muộn rồi. Ok, hãy làm và làm ngay bây giờ. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều và cũng đã khá dài. Tôi xin được nói lời xin lỗi nếu mà trong cái câu chuyện có đụng chạm hay là có những cái lời mà kể lại mà dùng những cái từ nhạy cảm thì đó là kể lại thôi, chứ tôi không có dùng từ đó, tức là kể lại cái câu chuyện đó thôi. Nếu mà làm khó chịu cho quý bà và quý cô, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Hy vọng rằng anh chị em share cái audio này cho thật nhiều, chuyển cái audio này cho thật nhiều, cái video này để cho tới mọi người, người ta nghe, người ta coi và người ta hiểu. Trước khi chia tay, trong cái tình tứ hải giai huynh đệ,
trong cái tình anh em chiến hữu. Tôi mong rằng anh chị em hãy cho tôi cái cơ hội để cùng đứng với anh chị em chiến đấu, đấu tranh cho một đất nước Việt Nam. Tuy rằng tôi không thuần túy người Việt, tôi không thuần túy người Việt 100% giống như anh chị em, nhưng mà tôi luôn luôn đứng với anh chị em. Tôi luôn coi mình là một đứa con của mẹ Việt Nam, một đứa con của mẹ Việt Nam, và tôi có trách nhiệm bổn phận với đất nước Việt Nam. Xin anh chị em cho tôi một cái cơ hội để đứng cùng với quý vị để đấu tranh cho đất nước Việt Nam giành lại cái độc lập, tự do và hạnh phúc thật sự cho người dân Việt Nam, giống như tôi, giống như người Mỹ ở bên Mỹ đây vậy. Trước khi chia tay, xin kính chúc tất cả các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo hãy vững tâm trong cái con đường dấn thân của quý vị cho tôn giáo, cho quốc gia và dân tộc. Xin kính chúc tất cả quý bậc trưởng thượng sức khỏe trường tồn. Xin tất cả các anh chị em, nhất là những bạn trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh, có sức khỏe dồi dào, có một cái trí tuệ minh mẫn để nhìn thấy đất nước chúng ta lâm nguy, để chúng ta có cái trách nhiệm, cái tinh thần với quốc gia và dân tộc. Chúc quý vị người nào đang ở ban ngày giống như là ở châu Mỹ, chúc quý vị một ngày bằng an và sức khỏe dồi dào. Quý vị, quý anh chị em ở Việt Nam hoặc là ở châu Âu, Úc Châu đang trong bóng tối, chúc quý vị một đêm bình an, hạnh phúc bên người yêu thương của mình. Cảm ơn quý anh chị em. Xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Xin tạm biệt. Love you all.